Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 53. Giọng Diệp Bắc Minh đầy lạnh lẽo, nếu không phải vì tài nguyên tu võ, tôi sẽ không chọn gia nhập. Đạm Đài U Nguyệt lo Diệp Bắc Minh đổi ý, vội vàng giải thích, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Mỗi học sinh đều có tài nguyên cố định, nếu anh muốn nhiều tài nguyên hơn, chỉ có thể tự tranh thủ thôi. Là sao? Mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Thi đấu. Thi đấu, Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Đạm Đài U Nguyệt giải thích, học viện giám sát có bảng thương khung, anh đến sẽ biết. Chỉ cần anh có tên trên bảng, hơn nữa còn lấy được thứ hạng nhất định, thì sẽ được thưởng tài nguyên. Diệp Bắc Minh gật đầu như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, tháp Càn Khôn Chấn Ngục hét lớn, nguy hiểm. Ầm. Nóc nhà trên đại điện nổ ầm ầm. Một kình khí màu đen ác liệt chém xuống, như muốn xé tan hết thảy. Đao khí màu đen vô cùng ác liệt, còn quá đột ngột. Hai người đều không kịp phản ứng. Tiếng vang ầm ầm thật lớn, khí lãng nổ tung hất bay hai người ra ngoài. Hắc Long giáp tỏa ra ánh sáng, ngăn cản phần lớn sức mạnh. Đạm Đài U Nguyệt không được may mắn như thế, nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đao này nhắm vào Diệp Bắc Minh, nếu như hướng về phía cô ấy thì cô ấy đã chết rồi. Mắt Diệp Bắc Minh sắc lạnh. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đội đấu bồng màu đen, anh là ai? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, người là cảnh giới vực vương đỉnh phong. Người giết mày. Ma Phong phun ra một câu, đánh trước. Một thanh trường đao màu đen mang phong cách cổ xưa chém vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, kiếm Chấn Ngục xuất hiện để ngăn cản. Keng một tiếng giòn giã. Thanh trường đao màu đen lập tức vỡ vụn. Kiếm Chấn Ngục tấn công tới, một cổ khí tức tử vong bao vây lấy Ma Phong. Đồng tử của Ma Phong co rút lại, hắn đánh ra một quyền. Anh để kiếm Chấn Ngục nghiêng nửa phần, sát vai Ma Phong. Diệp Bắc Minh hơi ngạc nhiên, xoay người chuẩn bị chém ra kiếm thứ hai. Trong phút chốc, quyền thứ hai của Ma Phong đến, đánh vào tim Diệp Bắc Minh. Đạm Đài U Nguyệt kêu to, Diệp Bắc Minh, cẩn thận. Ma Phong lạnh lùng phun ra một câu, thằng nhãi, mày chết đi. Rầm. Quyền này như nện vào sắt thép, phát ra âm thanh va chạm với kim loại. Gì vậy? Ma Phong không dám tin mà nhìn chằm chằm vào thân thể Diệp Bắc Minh. Lại có một con rồng đen trong suốt mơ hồ quấn quanh. Có thế à, quỳ xuống. Diệp Bắc Minh đánh ra một quyền. Thiên Ma Cửu Biến, Long Đế Quyết, Bất Diệt Kim Thân Quyết đều xuất hiện. Giọng Ma Phong lạnh như băng, con kiến hôi thôi, mày lại dám làm nhục tao hả? Tự tìm chết. Một quyền đáp lại. Nắm đấm của hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Có tiếng răng rắc phát ra, năm ngón tay của Ma Phong đã gãy. Dù cánh tay hắn không sao, nhưng hắn lại là cảnh giới vực vương đỉnh phong. Lại bị một thằng danh thần vương cảnh sơ kỳ đấm gãy năm ngón tay. Đồng tử của Ma Phong co rút lại, sao có thể? Trong lúc hắn thất thần, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trong tay Diệp Bắc Minh đánh lên đầu hắn. Muốn giết tôi sao, nằm mơ đi. Khí tức của Ma Phong cuồng bạo, hắn gào lên. Hắn biết uy lực của kiếm này rất lớn, không dám lơ là, dùng toàn lực xuất thủ để ngăn cả. Diệp Bắc Minh lại cười lạnh, ngu xuẩn. Tay còn lại của anh cầm một thanh kiếm gãy, chính là kiếm Đoạn Long, đâm về phía đan điền của Ma Phong. Mày! Gương mặt của Ma Phong dưới lớp mặt nạ lập tức trắng bệch. Mẹ nó! Thằng danh này giờ trò lừa bịp. Dù Ma Phong lập tức hiểu ra mục đích của Diệp Bắc Minh, nhưng cũng đã chậm rồi. Phụt! Một cơn đau nhức tấn công tới, đan điền của Ma Phong nổ tung. Hắn nằm trên đất như chó chết. Đạm Đài U Nguyệt ngây ngờ, trợn to mắt, có chuyện gì thế? Cảnh giới thần vương đối kháng với cảnh giới vực vương đỉnh phong, anh ta lại thắng bằng tư thái đàn áp. Ma Phong cắn chặt răng, mày giờ trò lừa bịp. Diệp Bắc Minh nhìn hắn, đôi mắt lạnh như băng, để tao xem mày là ai. Anh chém vỡ mặt nạ trên mặt Ma Phong, để lộ ra một gương mặt vô cùng phổ thông. Diệp Bắc Minh kéo một cái ghế thái sư,
ngồi xuống, tao chỉ hỏi một lần thôi, mày là ai? Ma Phong đùa cợt nhìn Diệp Bắc Minh, mày cảm thấy tao sẽ nói à? Đã cho mày cơ hội rồi, thế tao trực tiếp siêu hồn nhé. Diệp Bắc Minh gật đầu. Cơ thể Ma Phong run lên, mặt hắn đầy dữ tợn, hắn gào lên, mày nằm mơ đi. Hắn cắn vỡ túi chứa độc. Giây tiếp theo. Phụt. Cơ thể Ma Phong như quả bóng xì hơi, lập tức xóa thành một vũng máu. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Không ngờ một người ở cảnh giới vực vương đỉnh phong lại tự vẫn dứt khoát như thế. Sắc mặt anh trầm xuống. Rốt cuộc lại ai mà lại khiến một cao thủ cảnh giới vực vương tình nguyện tự vẫn để che giấu chứ? Cùng lúc đó, sâu trong học viện giám sát. Một ông già đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, Ma Phong. Chết rồi. Trong thạch điện tĩnh mịch. Thực lực của Diệp Bắc Minh đã vượt qua dự đoán của lão. Không biết bao lâu sau, ánh mắt già nua lạnh đi, khóe mắt khẽ co rút, Diệp Phá Thiên, chẳng lẽ trong số con cháu của nhà họ Diệp thật sự có một tên yêu nghiệt sao? Đạm Đài U Nguyệt lấy mấy viên thuốc ra, nuốt hết. Cô ấy bị thương ở nội tạng, dù không chết, nhưng ít nhất phải điều dưỡng mấy tháng. Diệp Bắc Minh giơ tay ném mấy viên thuốc ra, uống cái này đi, bảm bảo cô sẽ hồi phục trong vòng 3 ngày. Hả? Đạm Đài U Nguyệt cúi đầu nhìn, đồng tử co lại, đan dược trị thương đế phẩm cửu đạo đan văn. Hít. Cô ấy hít một hơi lạnh. Anh, cho tôi à. Đạm Đài U Nguyệt có chút sợ hãi vì được yêu thương. Loại đan dược trị thương phẩm cấp này, dù ở Tổng viện giám sát cũng vô cùng trân quý. Diệp Bắc Minh đi ra đại điện, cho cô một đêm trị thương, sáng mai cùng tôi đi đến học viện giám sát. Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Bắc Minh, Đạm Đài U Nguyệt hơi hoảng hốt. Anh ta lại cho mình dược vật chân quý thế sao? Anh ta sẽ không có cái đó với mình đó chứ? Nghĩ tới đó, gương mặt cô ấy đỏ lên. Trong lòng cô ấy có cảm giác khác thường. Nhưng cô ấy không biết, loại đan dược phẩm cấp này không đáng là gì với Diệp Bắc Minh. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Bắc Minh ghé qua bảo khố nhà họ Diệp một chuyến. Nói rõ mọi thứ với đám người bên mẹ, đến khuya lại quay về thư phòng. Chân trước vừa mới ngồi xuống. Một bóng đen tiến vào thư phòng, quỳ gối một chân tham kiến chủ nhân. Sáng hôm sau, Đạm Đài U Nguyệt tìm được Diệp Bắc Minh đầu tiên. Hiệu quả của đan dược đế phẩm rất tuyệt vời, thương thế của cô ấy đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ có điều. Loại cảm giác mà Diệp Bắc Minh đem đến cho Đạm Đài U Nguyệt. Có hơi kỳ lạ. 15 phút sau, tại cánh cửa rộng lớn cổ xưa của Tổng viện giám sát. Phùng Vũ nở nụ cười, anh Diệp, chào mừng đến với Tổng viện giám sát. Phía sau là vài chục đứa học sinh đi theo. Vẻ mặt tò mò đánh giá Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhìn lướt qua đám người, Nhược Giai đâu? Tại sao cô ấy không có mặt ở đây? Phùng Vũ cười một tiếng, cô ấy vẫn còn đang nghỉ ngơi. Chỉ là hiện giờ cô ấy đã trở thành học sinh nội viện. Diệp Bắc Minh nói, dẫn tôi đến gặp cô ấy. Được thôi. Phùng Vũ cũng không nhiều lời, dẫn theo Diệp Bắc Minh đến trong viện nơi Chu Nhược Giai đang ở. Bên trong truyền ra giọng nói của vài cô gái xa lạ. Chỉ là một đứa cảnh giới hợp nhất mà thôi, làm sao xứng được ở trong viện. Là thầy Phùng Vũ đề cử cô tiến vào trong viện. Giữa hai người có phải có chuyện gì không thể đem ra ánh sáng hay không hả? Chu Nhược Giai lạnh lùng mở miệng, tôi không quen biết các cô, tránh ra. Tránh ra, ha ha, nếu như bọn tôi không tránh thì sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Năm cô gái nọ mang theo vẻ mặt trêu chọc, khiêu khích đi về phía Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai khẽ quát một tiếng, tiến lên thêm một bước nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Một cô gái mặc đồ màu đỏ nắm lấy cổ áo Chu Nhược Giai, mày chỉ là một đứa ở cảnh giới hợp nhất thôi, định không khách khí với bọn tao kiểu gì. Một cô gái có nốt ruồi dưới khóe miệng trong nhóm cũng đầy mặt hóm hỉnh, cô thử không khách khí một phát thử xem nào. Nghe nói cô còn định bái Linh Ngọc trưởng lão làm thầy. Cũng không tự xem bản thân là cái thá gì, cô xứng chắc. Tổng viện giám sát gần đây không ổn rồi.
cái thứ gà rừng gì cũng được chạy tới bến trong học viện giám sát. Ha ha ha. Một trận cười vang. Sắc mặt Diệp Bắc Minh rất khó coi, Phùng Vũ, đây là thứ thành ý mà cậu nói đấy à? Phùng Vũ khó xử vô cùng, anh Diệp, anh đừng hiểu lầm. Người con gái của ông đây ở chỗ này bị sỉ nhục, cậu còn nói với tôi là hiểu lầm. Tôi hiểu lầm cái con mẹ cậu. Diệp Bắc Minh tức giận quát một tiếng. Một bước vọt thẳng vào trong viện. Bốp, 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 bốp. Năm cô gái bay thẳng ra ngoài, một nửa gương mặt nổ tung, bảy miệng tám lưỡi gì rớt hết xuống đất. À, mặt của tôi bị hủy rồi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh rung động, Nhược Giai. Anh Bắc Minh. Hai tròng mắt Chu Nhược Giai đỏ lên, vọt tới trước mặt Diệp Bắc Minh mềm nhũn ngã sang. Giây tiếp theo. Bên tai truyền tới tiếng chửi rủa. Là nhân tình của cái con điếm kia. Cô gái đầu đỏ che mặt lại, chỉ là một thằng xúc vật ở cảnh giới thần vương mà lại dám đánh chúng ta ư. Thằng khốn, mày có biết tao là ai không hả? Cô gái có nốt ruồi bên miệng đứng dậy tức giận mắng to. Hửm, cô là ai? Trên người Diệp Bắc Minh tràn ngập sát khí, một tay ôm lấy Chu Nhược Giai. Tay còn lại siết thật chặt năm ngón. Một con huyết long lao ra, cô con gái nốt ruồi ngay miệng lập tức rơi vào trong tay Diệp Bắc Minh, cổ bị bóp lấy thật chặt. Cảm giác nghẹt thở chết chóc chợt ập đến. Cô gái có nốt ruồi ngay miệng kinh hoàng, luống cuống nói, thằng khốn, mày muốn làm gì? Để. Phùng Vũ xông vào vừa lúc nhìn thấy cảnh này, Diệp Bắc Minh anh đừng có mà làm loạn, học viện nghiêm cấm tàn sát đồng môn. Hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc. Răng rác, một tiếng. Gọn gàng dứt khoát. Cổ họng của người con gái có nốt ruồi nổ tung trong nháy mắt. Sắc mặt cô ta kinh hoàng, trong con ngươi là vô tận hối hận, đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. A. À. Cô gái mặc đồ đỏ và nhóm bạn đều nhún cả hai chân, trực tiếp bị dọa đến nằm liệt trên mặt đất chỉ vào Diệp Bắc Minh, anh. A. À. Đạm Đài U Nguyệt cùng với mấy chục người khác đi vào trong viện, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, trái lại rối rít hít một ngụm khí lạnh. Mới vừa tới đã dám giết ngươi ngay tại tổng viện giám sát. Thằng nhóc này muốn lên trời đấy à? Diệp Bắc Minh coi thường phản ứng của tất cả mọi người, nhấc tay làm kiếm đoạn long xuất hiện trong tay, Chu Nhược Giai là vị hôn thê của tôi, làm nhục Chu Nhược Giai cũng chính là làm nhục tôi. Kẻ sỉ nhục tôi, đều phải chết. Kiếm đoạn long chém xuống, cô gái mặc đồ đỏ dưới sự hoảng sợ tột cùng biến thành một vũng máu tanh. Cứu mạng! Đám bạn của cô gái đồ đỏ thấy vậy, bị dọa đến mất hồn. Cứ như nổi điên mà chạy ra khỏi viện. Ác ma, chàng thanh niên này chắc chắn chính là ác ma. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, thanh kiếm đoạn long trong tay toát ra một tia mùi máu. Phùng Vũ vội vàng kêu to, Diệp Bắc Minh, không được. Một kiếm chém xuống. Phụt, phụt, phụt. Ba cô gái chân trước vừa mới lao ra khỏi viện đã lập tức nổ tung trên không trung, mưa máu bay toán loạn. Cái mẹ gì vậy, tôi đang nằm mơ đấy à? Có người dám giết người ngay bên trong học viện. Học viên đi ngang qua bên ngoài viện cứ như là nhìn thấy quỷ, ngay lập tức dẫn đến vô số người vây xem. Một mảnh bàn luận sôi nổi. Phùng Vũ ngây ra tại chỗ, hoàn toàn bối rối. Anh ta biết tính tình của Diệp Bắc Minh, dám can đảm một người một ngựa tiến vào Đại Lục Huyết Thiên để kiểm tra học viện, sao có thể không có chút tính tình. Nhưng mà... đây con mẹ nó chính là Tổng viện giám sát. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ được rằng Diệp Bắc Minh lại dám giết người ở chỗ này. Anh Diệp, lần này tôi cũng không gánh nổi anh. Sắc mặt Phùng Vũ trắng bệch. Đám người Thái Cha và Chu Long gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp Bắc Minh, giống như là có một đôi tay đang bóp chặt cổ họng của bọn họ. Nhịp tim gần như muốn ngừng lại. Đạm Đài U Nguyệt cứng cả người, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập rung động. Chu Lệ, Vương Mộng, không. Một người phụ nữ với đôi mắt răng đầy tơ máu đẩy ra đám người, Diệp Bắc Minh, cậu dám giết nha hoàn của ta. Trịnh Nhất Hàm sư tỷ. Đám đông nhận ra người này. Trịnh Nhất Hàm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, nơi đây chính là Tổng viện giám sát, thầy Phùng Vũ đây là người mà thầy mang về sao? T.
Tên ác ma này lại giết hại đồng môn như vậy, phải xử tử ngay tại chỗ. Cô ta khẽ quát một tiếng, người đâu, đi mời người của chấp pháp viện đến đây. Giây tiếp theo. Chấp pháp viện đến. Đằng sau đám người truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Mọi người ai nấy đều sửng sốt trong chốc lát, tới nhanh như vậy sao? Từ khi Diệp Bắc Minh chém chết 5 người, vẫn chưa trôi qua hết 3 phút. Người của chấp pháp viện đã có mặt. Chẳng lẽ có năng lực tiên tri biết trước tương lai hay sao? Đám đông nhường ra một con đường. Một người đàn ông trẻ dẫn theo mười mấy lão già đi đến, mỗi người đều lộ ra hơi thở của cảnh giới vực vương trung kỳ. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trong con người tràn ngập sát ý. Vị thứ 1001 của bảng thương khung, Lục Tử Húc sư huynh. Tất cả mọi người biến sắc. Bảng thương khung. Bảng danh sách mà học viện giám sát của mười mấy đại lục ở thế giới cao võ, cộng thêm tổng viện giám sát liên doanh thành lập. Mười mấy học viện giám sát, cộng thêm tổng viện giám sát, học viên đã quá 10 triệu người. Bảng thương khung tổng cộng có 10.000 cái tên, Lục Tử Húc hạng 1001, đã là kinh khủng trong kinh khủng. Chính là anh ở chỗ này giết người, nơi đây là tổng viện giám sát, không đến lượt anh ngang ngược. Ánh mắt Lục Tử Húc lạnh như băng nhìn Diệp Bắc Minh, cứ như là xét xử anh vậy, người đâu, bắt lại cho tôi. Anh ta mà dám phản kháng, giết không tha. Vâng. Mười mấy lão già cảnh giới vực vương trung kỳ tiến lên một bước. Một luồng khí sơ sắc tiêu điều cuốn ra. Những học viên khác hoảng sợ lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Phùng Vũ bước một bước ra ngăn ở trước mặt Diệp Bắc Minh, chờ một chút. Lục Tử Húc cười nhạt, thầy Phùng Vũ, cậu biết thân phận của mình là gì đấy chứ? Ngăn cản người chấp pháp của chấp pháp viện, dựa theo quy tắc, cậu cũng là đồng phạm với tên này. Phùng Vũ cắn răng quát lớn, là Chu Lệ, Vương Mộng bọn họ có lỗi trước. Trịnh Nhất Hàm đôi mắt đỏ bừng, thầy Phùng Vũ, coi như là bọn họ có sai đi. Nhưng chẳng lẽ lại đến mức phải trực tiếp giết người hay sao? Nơi này là Tổng viện giám sát, là một nơi có quy tắc. Tên này động một chút là giết người, thủ đoạn tàn nhẫn đánh người ta thành một vũng máu, có thể so với ma quỷ. Bây giờ cậu ngăn trở chấp pháp viện thi hành chấp pháp, tôi nghi ngờ tất cả những thứ này đều do cậu xúi dục sau lưng. Anh! Phùng Vũ tức giận đến trợn tròn mắt, nói bậy nói bạ, cứ thích đoán bừa. Trịnh Nhất Hàm nhìn về phía Lục Tử Húc, Lục chấp pháp sứ, tôi xin được đem Phùng Vũ bắt lại quy án, cùng nhau nghiêm thẩm. Đúng vậy! Lục Tử Húc nhàn nhạt phun ra một câu, cùng bắt lại đi. Vâng! Mười mấy lão già tản ra, đi về phía Diệp Bắc Minh. Ha ha ha! Diệp Bắc Minh cười, nói gần từng chữ, tôi còn tưởng rằng Tổng viện giám sát là nơi gì đó. Loại chỗ này, không ở lại cũng được. Nhược Giai, chúng ta đi, ai dám cản tôi, giết không tha. Diệp Bắc Minh dưới chân giẫm một cái, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Nhược Giai, một luồng sát ý ngút trời vụt lên trên. Con người Trịnh Nhất Hàm thoáng có một chút oán độc lướt qua. Khóe miệng Lục Tử Húc hình thành một tia cười nhạt, anh ta mà dám ra tay, trực tiếp giết chết không tha. Bỗng nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên, tất cả toàn bộ dừng tay hết cho ta. Mọi người cả kinh, quay đầu nhìn lại. Chủ động tách ra một con đường, để mặc một lão già mặc đồ hoa đi đến. Lão Hoa, đôi mắt tất cả mọi người co rút lại một chút. Hoa Côn Luân, một trong những vị thái thượng trưởng lão ở Tổng viện giám sát. Quyền cao chức trọng, có thể trực tiếp trò chuyện với viện trưởng. Vẻ mặt Trịnh Nhất Hàm, Lục Tử Húc biến sắc, vội vàng tiến lên, bái kiến Lão Hoa. Người này tên là Diệp Bắc Minh, là người của thầy Phùng Vũ đưa đến từ Đại Lục Chân Võ, hắn tàn nhẫn giết hại. Hoa Côn Luân cũng chẳng thèm nhìn hai người, trực tiếp cắt ngang, tôi biết rồi. Lời phía sau của Trịnh Nhất Hàm và Lục Tử Húc bị nghẹn lại. Mười mấy ông lão của chấp pháp viện nhìn thấy Hoa Côn Luân, cũng không dám ra tay. Hoa Côn Luân lạnh lùng quát một tiếng, chấp pháp viện lui xuống cho tôi. Lục Tử Húc lo lắng, cái gì? Lão Hoa, Diệp Bắc Minh dám giết người ở Tổng viện, hắn. Hoa Côn Luân lướt ánh mắt qua, hai người Chu Lệ,
Vương Mộng là học viên ngoại viện. Học viên ngoại viện nhỏ bé, lại dám sỉ nhục Chu Nhược Giai, học viên của nội viện. Cho dù Diệp Bắc Minh không giết họ, quy tắc của Tổng viện cũng không tha cho họ. Cậu là người chấp pháp của chấp pháp viện, chẳng lẽ không biết quy tắc này? Tôi. Sắc mặt Lục Tử Húc trắng bệch, tôi biết. Hoa Côn Luân lạnh giọng nói, cậu đã biết, tại sao để người của chấp pháp viện bao vây tấn công Diệp Bắc Minh? Cậu biết rõ mà cố tình làm ư? Truyền lệnh của tôi, bắt đầu từ bây giờ. Tước bỏ thân phận người chấp pháp của Lục Tử Húc ở chấp pháp viện, giáng làm học viên nội viện bình thường. Ghi lại lỗi lớn của Lục Tử Húc, nếu còn tái phạm, đuổi ra khỏi Tổng viện giám sát. Đôi mắt nghiêm lại, nhìn sang Trịnh Nhất Hàm, là học viên nội viện. Dung túng cho người dưới sỉ nhục học viên nội viện Chu Nhược Giai, giáng xuống làm học viện ngoại viện. Nếu còn tái phạm, đuổi ra khỏi học viện giám sát. Toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết. Cái gì? Lục Tử Húc và Trịnh Nhất Hàm như bị sét đánh, cơ thể cứng đờ tại chỗ. Hoa Côn Luân không quan tâm đến phản ứng của hai người, cười với Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, cách xử lý của tôi thế nào? Cậu có muốn ở lại Tổng viện giám sát không? Cái gì? Tất cả học viện có mặt đều trừng mở to con mắt, giống như gặp ma. Lão Hoa trước nay luôn nổi tiếng công bằng công minh. Hôm nay lại vì một Diệp Bắc Minh, mà làm hành động này. Đúng là như nằm mơ vậy. Ánh mắt Phùng Vũ sáng lên. Đạm Đài U Nguyệt tỏ vẻ mặt kinh ngạc. Đúng lúc tất cả mọi người đều cho rằng, Diệp Bắc Minh sẽ lợi dụng tình thế. Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu, vẫn chưa đủ. Cái gì? Vẫn chưa đủ. Vãi, tên nhóc này. Mọi người có mặt đều há hốc miệng ngẩn người. Hoa Côn Luân cau mày, vậy cũng không đủ, cậu còn có điều kiện gì? Diệp Bắc Minh thản nhiên chỉ vào Trịnh Nhất Hàm và Lục Tử Húc, tôi không thèm phí lời, rõ ràng họ cố ý gây chuyện với vợ chưa cưới của tôi. Hơn nữa, cũng cố ý mượn tay chấp pháp viện giết tôi. Kẻ giết người, sẽ bị người khác giết. Diệp Bắc Minh tôi báo thù, chưa từng để qua đêm. Hôm nay, họ buộc phải chết. Vừa dứt lời, toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Đương nhiên mọi người nhìn ra, cũng không phải kẻ ngốc. Nhưng giống như Diệp Bắc Minh, không hề lưu tình. Nói ra trước mặt mọi người, cho dù là Lục Tử Húc và Trịnh Nhất Hàm cũng không ngờ Diệp Bắc Minh dám trực tiếp trở mặt. Trong phút chốc, Trịnh Nhất Hàm nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh vô cùng âm lạnh. Lục Tử Húc mặt sầm như nước, trong đôi mắt bùng phát ra sát khí kinh thiên. Hoa Côn Luân cau mày, cậu muốn tôi xử chết họ? Không được, tuy cậu nói đúng. Nhưng, học viện không có quy tắc này. Diệp Bắc Minh lắc đầu, Tổng viện giám sát chắc có đài võ đạo chứ? Để chúng tôi lên đài võ đạo, vừa phân thắng bại, vừa quyết sinh tử. Hoa Côn Luân không nghĩ đến điều này, cậu muốn thách chiến họ. Sai, tôi muốn thịt bọn họ. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Khinh thường lướt nhìn Lục Tử Húc một cái, hai người dám ước hiếp vợ chưa cưới của tôi, cho thấy hai người vốn không sợ tôi. Hôm nay tôi vừa đến đây, hai người đã dám khiêu khích tôi. Sau này há chẳng phải người nào cũng có thể khiêu khích tôi. Hai người là người của gia tộc thần huyết của Đại Lục Huyết Thiên phải không? Thực sự nghĩ tôi không nhìn ra hả? Đã như vậy, thù cũ hận mới tính luôn một thể, hôm nay Diệp Bắc Minh tôi sẽ giết hai người lập uy. Giết người dọa khỉ. Vừa hay. Vừa dứt lời, Lục Tử Húc tức đến suýt thổ huyết, con người sắp lồi ra. Mày, mẹ kiếp. Cắn chặt răng. Mình đứng vị trí 1001 bảng xếp hạng thương khung, hôm nay đối phương đến học viện ngày đầu tiên, đã muốn giết hắn lập uy. Đúng là cực kỳ nhục nhã. Điều khiến người ta tức giận hơn là tên nhóc này lại trực tiếp nói ra, không hề che đậy. Cùng lúc đó, người xung quanh lập tức xôn xao. Vãi! Cậu nhóc, cậu nói ai là khỉ? Hống hách, quá hống hách rồi. Cả đời tôi chưa từng thấy người nào hống hách như vậy. Diệp Bắc Minh, anh có ý gì? Có người cao giọng quát hỏi. Diệp Bắc Minh cười, tôi có ý gì? Chuyển ánh mắt nhìn sang Hoa Côn Luân, lão Hoa, xin cho người chuyển chiếc ghế đến đây.
Hoa Côn Luân cau mày, cậu muốn làm gì? Nhưng vẫn lên tiếng, cho người chuyển một chiếc ghế thái sư đến. Diệp Bắc Minh chỉ vào ghế, lão Hoa, mời ngồi. Hoa Côn Luân lòng tràn đầy nghi hoặc ngồi xuống, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, ý của tôi là, những người đứng đều là rác rưởi. Toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết. Hoa Côn Luân loạng choạng, suýt nữa ngã từ ghế xuống. Phùng Vũ hoàn toàn trố mắt, ngay cả mình cũng là rác rưởi sao? Cơ thể Đạm Đài U Nguyệt cứng đờ tại chỗ, lúc mình quen anh ta không hống hách như vậy. Liền sau đó. Vãi! Diệp Bắc Minh, anh nói cái gì? Anh nói ai là rác rưởi? Vãi! Đừng kéo tôi muốn giết tên nhóc này. Rất nhiều học viên tức đến nhảy lên, nếu không phải thấy Hoa Côn Luân có ở đây, chắc cũng xông lên. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhịn được hỏi, cậu nhóc, cậu làm sao vậy, hôm nay như biến thành người khác vậy. Diệp Bắc Minh trả lời, chỉ có khiến họ tức giận, sau đó đánh thật mạnh lên mặt họ. Họ mới sợ hãi, nếu không cả học viện giám sát này đều sẽ cảm thấy tôi dễ ức hiếp. Hôm nay hống hách một phần, sau này bớt một phần rắc rối. Tôi muốn cho người của học viện giám sát biết, đắc tội với Diệp Bắc Minh tôi chỉ có con đường chết. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lớn, ha ha ha, cậu nhóc, thật ngông cuồng. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh nhìn Lục Tử Húc và Trịnh Nhất Hàm, dám cùng tôi lên đài võ đạo quyết một trận sinh tử không? Đại cao thủ đứng thứ 1001 bảng xếp hạng thương khung. Đột nhiên, Lục Tử Húc bật cười với vẻ mặt âm trầm. Ha ha ha! Diệp Bắc Minh, mày đúng là ngu xuẩn, lại nghĩ ra cách này. Ở học viện giám sát lên đài võ đạo chiến với tao một trận. Mày cho rằng thanh kiếm trong tay mày có tác dụng sao? Hắn nghiêm mắt, sát ý bừng bừng, có lẽ mày không biết. Đài võ đạo của học viện giám sát khác với đài võ đạo ở những nơi khác. Quy tắc của bọn tao là, chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bản thân, cấm sử dụng vũ khí. Không có thanh kiếm đó, một cảnh giới thần vương nhỏ bé như mày, dựa vào cái gì mà đối địch với cảnh giới tôn giả như tao? Mày muốn chết, tao cho mày toại nguyện. Lục Tử Húc bước ra một bước, lão Hoa, tôi chấp nhận lời thách chiến của người này. Trịnh Nhất Hàm đứng bên cạnh Lục Tử Húc, lão Hoa, tôi cũng chấp nhận lời thách chiến của người này. Hoa Côn Luân sớm đã tìm hiểu tất cả thông tin về Diệp Bắc Minh, nếu không cũng sẽ không ra tay tương trợ. Sắc mặt ông ta dao động, Diệp Bắc Minh, bây giờ cậu hối hận vẫn kịp. Không sử dụng vũ khí, chỉ dựa vào thực lực bản thân, cảnh giới thần vương không thể nào là đối thủ của cảnh giới tôn giả. Lục Tử Húc cười âm hiểm nói, Diệp Bắc Minh, sao không nói gì? Không dùng vũ khí, hắn ăn chắc Diệp Bắc Minh rồi. Diệp Bắc Minh, khí thế hống hách vừa nãy của mày đâu? Trịnh Nhất Hàm tỏ vẻ hung dữ, cầu xin anh. Mau gật đầu đi. Diệp Bắc Minh gật đầu, vậy thì đổi cách khác đi. Xùy. Tiếng xùy vang lên. Phùng Võ thở nhẹ nhõm, cảnh giới thần vương đấu với cảnh giới tôn giả, chỉ dựa vào thực lực bản thân, đúng là không có phần thắng. Đạm Đài U Nguyệt hơi thất vọng với Diệp Bắc Minh. Thiện cảm vừa có, lập tức biến mất toàn bộ. Được, đã như vậy, trận đấu võ hủy bỏ. Hoa Côn Luân gật đầu với sắc mặt khó coi, ngay cả ông ta cũng cảm thấy Diệp Bắc Minh quá ra vẻ rồi. Thanh niên ngạo mạn một chút cũng không vấn đề, nhưng ra vẻ ta đây quá rồi. Ngược lại khiến người ta sinh ra phản cảm. Lúc này, Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, hai người cùng lên đài võ đạo đi, một mình tôi đấu với hai người. Hiện trường vốn đang xôn xao, lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn kẻ ngốc. Một mình địch hai trên đài võ đạo của học viện giám sát. Tên nhóc này điên rồi chắc. Lục Tử Húc đứng thứ 1001 bảng xếp hạng thương khung đó. Trịnh Nhất Hàm xếp thứ hơn 2000, hai người cùng liên thủ, tên nhóc này chết chắc. Rất nhiều người đều lắc đầu, cười lạnh lùng liên tục. Cái gì? Trong lúc chờ đợi, bạn có thể đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group trò chuyện vui vẻ nha. Tiếp tục ủng hộ mitiuyensot.com.vn ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha. Đạm Đài U Nguyệt há cái miệng nhỏ, anh ta không phải rút lui.
đôi mắt đẹp co lại, mà là một mình đấu với hai người. Đám người Thái Cha, Chu Long quay sang nhìn nhau. Ngay cả Lục Tử Húc cũng ngẩn người, không dám tin hỏi, mày nói cái gì? Mày muốn thách chiến hai người bọn tao cùng lúc. Sau đó, ha ha ha. Lục Tử Húc cười chảy cả nước mắt, Diệp Bắc Minh, mày biết mày đang nói gì không? Một mình địch hai người, ha ha ha, mọi người nghe đi, một mình địch hai người. Nếu mày đã muốn một mình đấu với hai người, bọn tao đồng ý với mày. Quay người đi lên, tao đợi mày ở đài võ đạo. Trịnh Nhất Hàm lướt nhìn Diệp Bắc Minh đầy ý sâu xa, nhóc con, đừng có không dám lên đấy. Diệp Bắc Minh đi theo về hướng đài võ đạo. Phùng Võ bước lên trước ngăn anh, Diệp Bắc Minh, cậu tuyệt đối đừng kích động. Đài võ đạo không phải trò đùa, một khi cậu dẫm chân lên đài võ đạo, thì phải theo quy tắc của Tổng viện. Cậu sẽ chết đấy. Đôi mắt Phùng Võ đỏ bừng. Hoa Côn Luân không nhìn được nhắc nhở, Diệp Bắc Minh, việc này không phải đùa đâu. Trước khi cậu chưa bước lên đài võ đạo, tất cả có thể không tính. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn kịp, cậu chắc chắn muốn lên đài võ đạo, một mình địch hai người chứ. Để nhắc nhở Diệp Bắc Minh. Hoa Côn Luân cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng. Đạm Đài U Nguyệt cũng không nhìn được đi đến, Diệp Bắc Minh, cảnh giới của anh và Lục Tử Húc chênh lệch quá lớn. Cho dù từ bỏ cũng không mất mặt, càng đừng nói một mình địch hai người. Anh không cần mạo hiểm. Cô ta bỗng lo lắng cho Diệp Bắc Minh. Thực sự không hy vọng anh đi nộp mạng. Diệp Bắc Minh cười với mấy người, mọi người không có lòng tin với tôi vậy sao? Phùng Vũ cạn lời, cậu như vậy, ai sẽ có lòng tin với cậu chứ? Bỗng nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên, tôi có lòng tin với anh Bắc Minh. Soạt, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang Chu Nhược Giai. Những người sống cùng nhau, tính cách cũng giống nhau. Dũng khí kỳ lạ. Rất nhiều người lắc đầu. Diệp Bắc Minh kéo bàn tay nhỏ của Chu Nhược Giai, không cần nhiều lời. Hai người đi về hướng đài võ đạo. Tin tức đài võ đạo được truyền đi nhanh chóng. Một tên nhóc hoa tộc mới đến muốn thách chiến Lục Tử Húc. Bắt đầu từ lúc học viện giám sát thành lập, chưa từng có ai một mình địch hai người trên đài võ đạo. Tất cả những người nghe được tin đều kinh ngạc. Từ xưa đến nay, đài võ đạo đều là nơi một đấu một. Đi thôi, đi xem. Rất nhiều người nghe tin đến xem. Diệp Bắc Minh đến dưới đài võ đạo, xung quanh sớm đã chật kín người. Trên đài võ đạo, trên khuôn mặt Lục Tử Húc và Trịnh Nhất Hàm mang theo sát ý lạnh lùng, cúi nhìn Diệp Bắc Minh phía dưới. Hoa Côn Luân đi lên đài cao, khuôn mặt già tối sầm. Một ông lão lại gần, đứng sánh vai cùng Hoa Côn Luân, nhìn về hướng đài võ đạo. Ông lão hứng thú nói, ông Hoa, ông không khuyên tên nhóc đó à? Học viện chúng ta vì muốn biết thực lực của mỗi học viên trực quan hơn, cho nên cấm sử dụng vũ khí. Bây giờ hoàn toàn là đấu về cảnh giới. Tên nhóc này lại như ngé con mới sinh chẳng biết sợ cọp, chẳng lẽ ông Hoa cũng đùa theo sao? Hoa Côn Luân nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Bắc Minh, tôi cũng không ngờ, tên nhóc này lại kiêu ngạo tự đại như vậy. Kiêu ngạo tự đại. Ông lão cười lắc đầu, không phải là kiêu ngạo tự đại, đây là nộp mạng. Đôi mắt già nua của Hoa Côn Luân trầm xuống, nếu cậu ta thực sự nguy hiểm đến tính mạng, cho dù tôi phạm quy cũng phải ra tay một lần. Ông đừng làm bừa, làm hỏng quy tắc, tôi rất khó xử. Ông lão sợ giật mình. Liền sau đó, ông ta như nghĩ đến điều gì, đợi đã. Lão già, tên nhóc này là người Hoa tộc. Chẳng lẽ ông muốn? Đột nhiên, tiếng trống trận vang lên. Thịch, thịch, thịch. Một ông lão mắt chim ưng đi lên đài võ đạo, trật tự. Dưới đài lập tức yên tĩnh. Ông lão mắt chim ưng cất giọng uy nghiêm, không nói nhiều, sau đây tôi tuyên đọc quy tắc đài võ đạo. Thứ nhất, cấm sử dụng vũ khí. Thứ hai, cấm sử dụng ám khí, xương độc. Thứ ba, cấm mượn dùng ngoại lực khác ngoại trừ công pháp võ đạo bản thân. Nếu dám vi phạm quy tắc đài võ đạo, các trọng tài trên ghế cực kỳ công bằng sẽ lập tức ra tay giết người đó.
có mười mấy ông lão khí tức khủng bố ngồi trên ghế trọng tài phía xa. Nhưng phần lớn bọn họ đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không có hứng thú với cuộc chiến không hề có tranh cãi này. Ông lão mắt chim ưng lướt nhìn ba người các cậu có ý kiến gì khác không? Lục Tử Húc nhịn cười, tôi không có. Tôi cũng không có. Vẻ mặt Trịnh Nhất Hàm đầy thích thú. Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu. Được. Ông lão mắt chim ưng lùi xuống khỏi đài võ đạo, cuộc chiến của Diệp Bắc Minh thách chiến Lục Tử Húc và Trịnh Nhất Hàm. Bắt đầu. Vừa dứt lời, mọi người còn chưa nhìn rõ xảy ra chuyện gì. Soạt. Một tiếng phá không trung vang lên. Phụt. Một làn xương máu nổ ra. A. À. Một tiếng kêu thảm kinh sợ vang lên, toàn thân Trịnh Nhất Hàm mềm nhũn, sợ ngã dưới đất. Ba việc gần như xảy ra cùng một lúc. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy? Sao Lục Tử Húc biến mất rồi? Đầu óc mọi người dưới võ đài trống rỗng, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Trên đài võ đạo, Lục Tử Húc biến mất. Có người kinh sợ nói, chắc không phải là xương máu đó chứ. Cái gì? Đồng tử của mọi người co mạnh lại, hít khí lạnh, suýt. Xoạt, xoạt, xoạt. Mười mấy ông lão trên ghế trọng tài đều chừng mở to mắt, sượt một cái đứng bật lên. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh trên đài võ đạo như nhìn thấy ma, đôi mắt hoàn toàn không rời nổi. Việc này. Hoa Côn Luân thộn người, ông ta đã chuẩn bị ra tay cứu người. Nhưng, ông ta đã nhìn thấy gì? Con người của ông lão bên cạnh suýt nổ tung, lão Hoa, ông nhìn thấy chưa? Trời ơi, tốc độ, sức mạnh của tên nhóc này. Suýt. Một luồng ý lạnh từ bàn chân của ông lão vụt thẳng lên thiên linh cái. Phùng Vũ sợ đến trượt mông ngồi xuống đất, kinh hãi toát mồ hôi, ôi mẹ ơi. Cả người Đạm Đài U Nguyệt ngẩn ngơ tại chỗ, tốc độ nhanh quá, vừa nãy anh ta đã giết Lục Tử Húc. Làm sao có thể? Lúc này, cả đài võ đạo rơi vào tĩnh lặng như cái chết. Cảnh giới thần vương sơ kỳ giết cảnh giới tôn giả. Vị trí 1001 bảng xếp hạng thương khung, đổi chủ. Trong ánh mắt chấn hãi của hàng vạn người, ánh mắt Diệp Bắc Minh khóa chặt Trịnh Nhất Hàm, đến lượt cô rồi. Trịnh Nhất Hàm sợ đến đôi mắt đỏ rực, tràn đầy tia máu hét lớn, tôi nhận thua thật. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, khi cô ức hiếp nhược giai, đã là một người chết rồi. Vừa dứt lời, sát khí kinh thiên từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh bùng phát ra. Ùn kéo đến, dường như cuốn cả đài võ đạo. Trên ghế trọng tài phía xa, khuôn mặt một ông lão mặc cẩm bào bỗng biến sắc, tức giận thét một tiếng, nhóc con, cậu dừng tay lại cho tôi. Diệp Bắc Minh không thèm nhìn đến, tấn công một quyền về hướng Trịnh Nhất Hàm. Nhóc con, cậu dám phớt lờ lời của tôi. Ông lão mặc cẩm bào gào thét một tiếng, nhảy vụt lên, lập tức đáp xuống đài võ đạo. Chặn trước mặt Trịnh Nhất Hàm. Tấn công một quyền. Khoảnh khắc hai nắm đấm chạm nhau, bùng phát sóng khí ngút trời. Phập. Cả đài võ đạo ầm ầm, Diệp Bắc Minh bị đánh lùi lại mười mấy bước mới dừng lại. Ông lão mặc cẩm bào cũng lùi lại ba bước. Mỗi một bước chạm xuống, dưới chân đều xuất hiện một cái hố sâu to bằng miệng bát. Suýt. Dưới đài võ đạo lại vang lên tiếng hít khí lạnh. Ông lão tên là Trịnh Bách Xuyên, là một trong trưởng lão của Tổng viện giám sát. Cảnh giới vực vương hậu kỳ. Mà lại bị một quyền của một cảnh giới thần vương sơ kỳ đánh lùi lại ba bước. Tuy Diệp Bắc Minh cũng lùi lại mười mấy bước, nhưng anh là cảnh giới thần vương sơ kỳ. Chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, dựa vào thực lực bản thân lại có thể đánh lui cảnh giới vực vương. Trịnh Bách Xuyên tỏ vẻ mặt chấn kinh, trong mắt lộ ra sát ý. Trong lòng càng cuộn lên làn sóng sợ hãi, không giữ tên nhóc này lại được. Tiền lực của cậu ta đúng là còn đáng sợ hơn Diệp Phá Thiên năm đó. Chân nguyên trong đan điền gào thét như biển gào, khi định ra tay giết Diệp Bắc Minh. Trịnh Bách Xuyên, ông muốn làm gì? Hoa Côn Luân bước một bước lên đài võ đạo, cũng chặn trước người Diệp Bắc Minh. Trịnh Bách Xuyên mới dừng tay, nở nụ cười, lão Hoa, Nhất Hàm đã nhận thua rồi. Kẻ này còn muốn ra tay, tôi đến ngăn cản cậu ta thôi.
Hoa Côn Luân cười lạnh lùng, ngăn cản. Ông đang ngăn cản sao? Nếu tôi không ra tay, có phải ông muốn giết cậu ta không? Trịnh Bách Xuyên nhếch miệng cười, lão Hoa, ông nói đùa rồi. Dưới đài võ đạo, mọi người sợ đến sắp ngừng thở. Tôi cười ông đã lơ là. Một tiếng quát lớn không hề có dấu hiệu vang lên, người mà Diệp Bắc Minh tôi muốn giết, không thể sống sót. Trong chớp mắt, Hoa Côn Luân sợ giật mình, cậu nhóc, cậu muốn làm gì? Còn chưa nói hết câu, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước người Trịnh Nhất Hàm, tấn công một quyền. Ru, tiếng rồng gầm vang lên, một con huyết long bay ra từ trong nắm đấm của Diệp Bắc Minh. Trịnh Bách Xuyên tức đến suýt thổ huyết, ông ta nằm mơ cũng không ngờ. Diệp Bắc Minh lại dám ra tay giết người trước mặt ông ta. Nhóc con, cậu dám. Nhanh chóng giơ tay tóm về phía Trịnh Nhất Hàm. Nhưng tốc độ của huyết long nhanh hơn, lập tức đập lên người Trịnh Nhất Hàm. Phập. Một làn xương máu nổ ra, cả người Trịnh Nhất Hàm biến mất, chỉ còn lại cánh tay đó trong tay Trịnh Bách Xuyên. Vãi. Cậu ta lại dám giết Trịnh Nhất Hàm trước mặt lão Trịnh. Cậu ta muốn nghịch thiên sao? Cậu ta đã nghịch thiên rồi. Vãi. Ực ực, ực ực. Dưới đài võ đạo, mọi người kinh sợ nuốt nước miếng. Đúng là quá điên cuồng rồi. Tôi muốn gia nhập hội người hâm mộ Diệp Bắc Minh. Mẹ ơi, tôi thích phong cách làm việc của tên nhóc này. Một vài võ giả đỏ bừng đôi mắt, hơi thở gấp gáp, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh với vẻ mặt sùng bái. Là võ giả, ai mà không có nhiệt huyết. Hành động của Diệp Bắc Minh khiến người ta nhiệt huyết sôi sục. Đầu óc Đạm Đài U Nguyệt trống rỗng, lồng ngực không ngừng run lên nhìn tất cả. Phùng Vũ dứt khoát ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch nhìn đài võ đạo, sợ đến muốn khóc, ai dạy cậu ta chơi như vậy. Cậu! Trịnh Bách Xuyên nhìn một cánh tay duy nhất còn lại của Trịnh Nhất Hàm. Tức đến suýt thổ huyết, xúc sinh, cậu dám giết người của nhà họ Trịnh trước mặt tôi. Cậu thực sự không sợ chết hả? Một luồng sát ý khủng bố hội tụ trong lòng bàn tay, đập về phía vị trí của Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Hoa Côn Luân sầm xuống, tung một chưởng đối đầu Trịnh Bách Xuyên. Phập, cả hội trường võ đạo chấn rung kịch liệt, cơ thể Trịnh Bách Xuyên loạng choạng lùi lại, miệng phun ra máu tươi. Trong đôi mắt tràn ngập tức giận vô tận, lão Hoa, tôi chắc chắn vì kẻ này mà đối địch với nhà họ Trịnh tôi chứ. Ánh mắt Hoa Côn Luân sắc sảo, Trịnh Bách Xuyên, hôm nay có tôi ở đây, ông đừng hòng động vào một cọng lông của cậu ta. Được. Trịnh Bách Xuyên nhìn Hoa Côn Luân một cái sâu sắc, cất giọng kèm theo vẻ uy hiếp, xúc sinh, chuyện hôm nay, tôi nhớ kỹ rồi. Sau này, chúng ta từ từ chơi. Trịnh Bách Xuyên gần như cắn vỡ răng, quay người định bỏ đi. Một giọng nói lạnh thấu xương vang lên, tôi cho ông đi chưa? Soạt. Trong tích tắc, mười mấy vạn đôi mắt cùng nhìn sang Diệp Bắc Minh. Mười mấy ông lão trên ghế trọng tài. Phùng Vũ, Thái Cha, Chu Long, Đạm Đài U Nguyệt. Tất cả nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Ngay cả Hoa Côn Luân cũng ngẩn người, cậu nhóc, cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh đứng trên đài võ đạo, nhìn về hướng ghế trọng tài, trên đài võ đạo, vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Tôi giết Lục Tử Húc, Trịnh Nhất Hàm phù hợp quy tắc. Con chó già này là cái thá gì? Giữa chừng xen ngang quyết đấu võ đạo, bây giờ lại muốn bỏ đi. Quy định của các người tự định ra, chẳng lẽ không tuân thủ sao? Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh như gặp ma. Sợ đến trái tim sắp nổ tung. Ôi mẹ ơi! Hắn mắng lão Trịnh là chó già. Cơ thể của mọi người dưới đài võ dạo run lên bần bật, tất cả đều nín thở. Mười mấy ông lão trên ghế trọng tài quay sang nhìn nhau, Hoa Côn Luân cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Lúc này, tĩnh lặng. Tĩnh lặng như cái chết. Không ai có thể trả lời câu hỏi của Diệp Bắc Minh. Trong sự im lặng, giọng của Diệp Bắc Minh vang khắp bên tai mọi người như tử thần, nếu muốn cho Diệp Bắc Minh tôi tuân thủ quy tắc, các ông phải tuân thủ quy tắc của mình trước. Nếu không, người mà các ông không xử lý,
tôi giúp các ông xử lý. Người mà các ông không giết, tôi giết giúp các ông. Doạt. Giơ tay, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh. Chỉ về hướng Trịnh Bách Xuyên. Cậu. Toàn thân Trịnh Bách Xuyên đang run lên, một nửa là tức giận. Một nửa còn lại, là không tự chủ run lên. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ sâu trong học viện giám sát, xen ngang quyết đấu đài võ đạo, Trịnh Bách Xuyên tự chặt một cánh tay, để răn đe cảnh cáo. Bắt đầu từ bây giờ, Diệp Bắc Minh trở thành đệ tử nội viện. Bước vào bảng xếp hạng thương khung. Toàn hội trường tĩnh lặng. Khuôn mặt già của Trịnh Bách Xuyên lập tức trắng bệch, không có chút huyết sắc. Vâng. Ông ta cũng không dám chậm trễ một giây. Trong tay xuất hiện một thanh bảo đao ô kim, chém một cánh tay xong, nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh, viện trưởng muốn gặp cậu. Một người phụ nữ áo trắng xuất hiện, đôi mắt đẹp kinh ngạc lướt nhìn trên người Diệp Bắc Minh, đi theo tôi. Quay người rời đi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, lão hoa, giúp tôi chăm sóc nhược giai. Tôi không hy vọng thấy có người ức hiếp cô ấy. Các võ giả khác có mặt đều giật khóe mắt, sau cuộc chiến hôm nay, ai còn dám ức hiếp người phụ nữ của anh? Mẹ kiếp, anh còn dám uy hiếp cả Trịnh Bách Xuyên. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group trò chuyện vui vẻ nha. Tiếp tục ủng hộ mitiuyenshot.com.vn ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha. Được, sau khi nhận được lời đáp chắc chắn của Hoa Côn Luân, Diệp Bắc Minh đi theo sau người phụ nữ áo trắng. Diệp Bắc Minh đi phía sau người phụ nữ áo trắng vào sâu bên trong học viện giám sát. Trên đường càng ngày càng ít người qua lại. Khi anh đi ngang qua vài cung điện cổ xưa, tháp càn khôn chấn ngục mở miệng, trong phạm vi này đều có cao thủ cảnh giới vực chủ tọa chấn, thực lực của mỗi người đều không khác sư phụ của cậu lắm. Diệp Bắc Minh âm thầm gật đầu. Xem ra học viện giám sát này cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Rất nhanh. Người phụ nữ áo trắng đã đứng ở trước một đại điện, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cô ta bước từng bước vào trong đó. Quay đầu lại nhìn Diệp Bắc Minh một cái, vào đi. Diệp Bắc Minh nhấc chân đi vào đi, liền thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế thái sư. Không giận tự uy. Cậu chính là Diệp Bắc Minh. Là tôi, ông chính là viện trưởng của học viện giám sát. Người phụ nữ áo trắng dựng thẳng mày lên, láo xược, cậu dám ăn nói với tổng viện trưởng như vậy ư? Một luồng sát ý ngưng tụ, dừng ở trên người Diệp Bắc Minh. Cô muốn giết tôi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trong nháy mắt lạnh như băng. Sát ý còn khủng bố hơn sát ý của người phụ nữ áo trắng gấp trăm lần phóng ra từ trong cơ thể anh. Trong nháy mắt đã tập trung vào cô ta. Trên mặt người phụ nữ áo trắng lộ ra vẻ thống khổ. Dừng tay. Người đàn ông trung khẽ quát một tiếng, một uy áp ập đến, Diệp Bắc Minh, cậu đang làm cái gì vậy? Diệp Bắc Minh thu liễm sát ý, kéo ghế ra ngồi xuống. Thứ nhất, là mấy người mời tôi gia nhập học viện giám sát, không phải là tôi cầu xin gia nhập. Cho nên đừng ra oai phủ đầu với tôi. Thứ hai, cá nhân tôi không thích bị người ta dùng sát ý với mình. Cho dù sát ý này là uy hiếp, không phải thật sự muốn giết tôi. Thứ ba, tôi có thể tuân thủ quy củ của mấy người, nhưng nếu tôi đã tuân thủ quy củ, mấy người cũng phải làm theo quy củ. Người đàn ông trung niên trừng lớn mắt, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Tên nhóc này đúng là quá ngông cuồng, vậy mà lại dám nói đạo lý với lão phu. Ánh mắt ông ta ngưng tụ, thản nhiên nói, tôi vừa mới cứu cậu, cậu lại báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy ư? Diệp Bắc Minh cũng thản nhiên nói, ông xác định là ông cứu tôi mà không phải cứu Trịnh Bách Xuyên chứ? Cậu nói cái gì? Người đàn ông trung niên sửng sốt. Ngay sau đó, ông ta giống như là nghĩ đến chuyện gì đó rất đáng sợ, cậu, ý cậu là cậu có thể lấy thực lực của mình để giết Trịnh Bách Xuyên. Ông ta quyết đoán lắc đầu, không có khả năng. Diệp Bắc Minh lười giải thích, ông còn chưa giới thiệu mình đâu. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, hừ. Nhưng ông ta vẫn tự giới thiệu, tôi tên là Vương Bình An.
Diệp Bắc Minh gật đầu, chào Vương viện trưởng. Vương Bình An có chút cạn lời, tên nhóc cậu cũng biết chào hỏi sao? Tôi còn nghĩ cậu chỉ biết ăn thuốc nổ chứ. Diệp Bắc Minh cười, chỉ cần là người không có địch ý với tôi vẫn rất thân thiện. Khóe miệng Vương Bình An co rúm một chút. Hay cho câu rất thân thiện. Tư liệu về tên nhóc cậu vẫn còn đang nằm trên bàn công tác của tôi đây. Đừng tưởng rằng lão phu không biết. Diệp Bắc Minh, tôi sẽ không quanh co lòng vòng với cậu nữa. Cậu quả thật là thiên tài khó gặp, hơn nữa tôi nghe nói cậu đã mở ra Long Tích. Người phụ nữ áo trắng cả kinh, cái gì? Cậu ta mở ra Long Tích? Sao có thể? Đúng vậy. Diệp Bắc Minh không hề giấu giếm. Ánh mắt của Vương Bình An trở nên cực kỳ coi trọng, có thể cho tôi xem một chút không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một cái, Long Tích lập tức sống lại sau lưng anh. Một tiếng rồng gầm vang lên. Ánh sáng chói mắt tràn ngập cả đại điện. Quả nhiên là thế. Vương Bình An lập tức đứng bật dậy, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ kích động. Người phụ nữ áo trắng cũng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, đôi mắt gần như có thể nhỏ máu. Nhóc con, tôi cảnh cáo cậu một câu, ngàn vạn lần không được để lộ chuyện này ra ngoài, ánh mắt Vương Bình An cực kỳ nghiêm trọng, nếu chuyện này bị người khác biết, cậu sẽ giữ nhiều lành ít. Diệp Bắc Minh nhíu mày, vì sao chứ? Chẳng lẽ mấy người sợ tôi bị bóp chết ở trong nôi à? Vương Bình An gật đầu, lại lắc đầu, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi, nhưng nguyên nhân lớn hơn là bởi vì cậu là người Hoa tộc. Hoa tộc làm sao vậy? Diệp Bắc Minh híp hai mắt lại. Vương Bình An trực tiếp nói thẳng, lão phu sẽ không quanh co lòng vòng với cậu, cậu có biết Hoa tộc sụp đổ như thế nào đúng không? Vì sao đại lục chân võ lại biến thành như vậy, tin chắc cậu cũng biết một ít. Mặc dù bây giờ cậu đang thể hiện ra thiên phú kinh người, nhưng còn chưa đủ để uy hiếp đến những người đó. Nhưng một khi chuyện cậu mở ra Long Tích truyền ra, vậy sẽ hoàn toàn khác. Ông ta vừa dứt lời, liền nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, để xem tình huống đã. Cậu! Vương Bình An chỉ coi là Diệp Bắc Minh mạnh miệng. Tên nhóc này không ngốc, hẳn là biết lợi và hại. Ông ta tức giận lấy ra một cái lệnh bài màu đen, cậu hãy cầm lấy lệnh bài này đi. Đây là thứ đại diện cho thân phận thành viên bảng xếp hạng thương khung của cậu. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn. Mặt trên có khắc con số 1001. Đúng là số thứ tự của Lục Tử Húc. Lục Tử Húc bị giết chết, bảng xếp hạng thương khung đổi chủ. Hiện tại là Diệp Bắc Minh leo lên xếp hạng trong bảng xếp hạng thương khung. Diệp Bắc Minh cầm lấy lệnh bài, bảng xếp hạng thương khung có ích lợi gì? Vương Bình An nâng tay lên. Người phụ nữ áo trắng đã khôi phục sắc mặt bình thường mở miệng, bảng xếp hạng thương khung chỉ chấp nhận những thành viên dưới 300 tuổi từ mười mấy đại lục, mười mấy học viện giám sát cộng lại. Tổng cộng là hơn triệu đệ tử, nhưng chỉ có 10.000 người có thể có tên trên bảng. Các đệ tử xếp trong top 1.000 đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Đối với người tu võ mà nói, dưới 300 tuổi đều tính là trẻ tuổi. Lục Tử Húc là cảnh giới tôn giả. Vậy mà lại xếp thứ 1001, tương đương với ở cuối bảng. Chắc hẳn những người trong top 1000 đều đã vượt qua cảnh giới tôn giả, có lẽ đạt tới cảnh giới vực vương. Diệp Bắc Minh có chút đăm chiêu gật đầu, có tên trên bảng có ích lợi gì sao? Người phụ nữ áo trắng thản nhiên nói. Người lần đầu tiến vào bảng xếp hạng thương khung đều có thưởng. Mỗi lần tăng lên một thứ hạng cũng đều có thưởng tương ứng. Nếu bị người khác đánh bại, thứ hạng giảm xuống, trừ khi lại vượt qua thứ hạng cao nhất trong lịch sử của mình, nếu không sẽ không được thưởng. Diệp Bắc Minh trực tiếp hỏi, tôi được thưởng cái gì? Người phụ nữ áo trắng nhướng mày. Vương Bình An co rúm khóe miệng, tên nhóc cậu đúng là không khách khí. Lần đầu tiên cậu vào bảng xếp hạng thương khung đã chiếm được thứ hạng 1001. Thứ nhất, có thể được 100.000 cân thần nguyên. Thứ hai là 10 cây dược liệu 50.000 năm. Thứ ba là một bộ võ kỹ cấp đế. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc con, chọn 100.000 cân thần nguyên đi. Diệp Bắc Minh khó hiểu, thần nguyên mạnh hơn nguyên thạch bình thường sao?
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, chờ cậu lấy đọc thần nguyên sẽ biết. Diệp Bắc Minh trực tiếp lựa chọn thần nguyên. Vẻ mặt Vương Bình An vô cùng bình tĩnh, lát nữa tôi sẽ bảo chỉ giao đưa thần nguyên cho cậu, con bé là đệ tử của tôi. Cũng là thành viên trên bảng xếp hạng thương khung, về sau có vấn đề gì, cậu có thể hỏi con bé bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh gật đầu, được. Vương Bình An mỉm cười, cậu còn có cái gì muốn hỏi không? Đúng lúc có một vấn đề. Vấn đề gì? Diệp Bắc Minh nói thẳng ra mục đích của bản thân, nếu tôi muốn thu hoạch tài nguyên tu võ, có biện pháp nào không? Vương Bình An cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Ai lựa chọn gia nhập học viện giám sát ai mà không vì tài nguyên tu võ? Thứ nhất, khiêu chiến người có thứ tự cao hơn cậu trong bảng xếp hạng thương khung, tăng thứ hạng của mình lên. Thứ hai, phá được các loại kỷ lục trong tổng viện. Thứ ba chính là tự mình đi bí cảnh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe sáng, một vấn đề cuối cùng, tôi có thể khiêu chiến bất kỳ người nào sao? Ha ha ha! Vương Bình An bị chọc cười, đương nhiên có thể, nếu cậu nguyện ý, thậm chí cậu còn có thể khiêu chiến lão phu. Đã hiểu. Diệp Bắc Minh đứng dậy rời đi. Vương Bình An nhướng mày, cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu, thể hiện ra hết sự ngông cuồng của mình. Sau khi Diệp Bắc Minh rời đi, trên khuôn mặt của Vương Chỉ Giao cuối cùng cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, sư phụ, cậu ta lại có thể mở ra long tích. Chẳng lẽ nguyền rủa của thế giới cao võ cuối cùng cũng đã bị phá vỡ sao? Nụ cười trên mặt Vương Bình An đọng lại. Thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Nếu là người bình thường, vừa rồi dùng loại thái độ này để nói chuyện với ông ta, bây giờ đã là một thi thể rồi. Chỉ có mỗi Diệp Bắc Minh. Vương Bình An lại nhìn xuống. Vẻ mặt ông ta vô cùng nghiêm trọng, tên nhóc này, không ngờ lại thật sự mở ra long tích. Từ sau trận chiến năm đó, đã triệu năm qua đi. Trừ Thẩm Thiên Quân ra, Diệp Bắc Minh là người thứ hai mở ra long tích. Chỉ tiếc là sau khi Thẩm Thiên Quân tiến vào chiến trường ngoại vực đã không đi ra nữa. Vương Chỉ Giao nhíu mày, sư phụ. Có lẽ truyền thuyết là giả thì sao? Đồ Nhi cũng không cho rằng Diệp Bắc Minh có thể thay đổi. Không. Vương Bình An trực tiếp ngắt lời cô ta, trình độ nghịch thiên của kẻ này còn vượt qua tưởng tượng của con đấy. Nếu có người phá cục, nhất định sẽ là kẻ này. Vương Chỉ Giao ngây người, trừng to mắt. Cô ta chưa bao giờ thấy sư phụ khen ngợi một người nào đó như vậy. Cho dù là thành viên top 10 trong bảng xếp hạng thương khung, sư phụ cũng chưa bao giờ coi trọng ai như thế. Rốt cuộc là vì sao chứ? Vương Bình An lắc đầu, con đọc cái này sẽ biết. Ông ta đưa tay lấy ra một phần tư liệu. Vương Chỉ Giao tiện tay mở ra xem, là tư liệu về Diệp Bắc Minh sao? Chỉ là vừa đọc được dòng thứ nhất. Cô ta đã không thể rời mắt được rồi. Diệp Bắc Minh, cảnh giới thần vương. 25 tuổi. Ngang trời xuất thế 2 năm rưỡi. Chỉ vài dòng ngắn ngủi. Nhưng lại như có một loại ma lực, làm cho hô hấp của Vương Chỉ Giao dừng lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm dòng thứ nhất. Diệp Bắc Minh, cảnh giới thần vương, 25 tuổi. Diệp Bắc Minh, cảnh giới thần vương, 2 năm rưỡi, 25 tuổi. Sau một lát, Vương Chỉ Giao hít một hơi lạnh, 25 tuổi. Ừng ực. Cô ta điên cuồng nuốt nước bọt, sư phụ, cậu ta thật sự mới 25 tuổi sao? Điều này sao có thể? 25 tuổi mở ra long tích, đám người trẻ tuổi nhất mở ra long tích trong lịch sử cũng phải vượt qua trăm tuổi. Trong đầu Vương Chỉ Giao vang lên ầm ầm. Vẻ mặt Vương Bình An vô cùng tự tin, Đồ Nhi. Từ từ. Sư phụ. Cả người Vương Chỉ Giao chấn động, như là nghĩ tới cái gì đó, không tốt. Sao vậy? Vương Bình An nhướng mày. Giọng nói của Vương Chỉ Giao dồn dập, người còn nhớ rõ vừa rồi Diệp Bắc Minh hỏi cái gì không? Vương Bình An trả lời, hỏi phần thưởng, còn có vấn đề về khiêu chiến. Vương Chỉ Giao tiếp tục hỏi, một câu cuối cùng của cậu ta là gì? Một câu cuối cùng, thể hiện ra hết sự ngông cuồng của mình. Vương Bình An không cần phải nghĩ ngợi liền lập tức nói.
Ngay sau đó, thể hiện ra hết sự ngông cuồng của mình. Khoan đã. Ông ta giật mình một cái, đậu má. Tên nhóc này muốn đi khiêu chiến Trịnh Bách Xuyên. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Bắc Minh trực tiếp hỏi, tiểu tháp, toàn lực bùng nổ có thể giết được Trịnh Bách Xuyên hay không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười khẽ, ha ha, nhóc con, bản tháp biết ngay cậu sẽ cần tôi ra tay mà. Không thể dùng kiếm Trấn Ngục, chỉ dựa vào thực lực của tôi muốn giết Trịnh Bách Xuyên là điều rất khó. Trong đôi mắt của Diệp Bắc Minh lóe ra sát ý, nhưng nếu ông âm thầm ra tay, học viện giám sát cho dù có nghi ngờ, cũng tuyệt đối không tra ra cái gì. Giữ Trịnh Bách Xuyên lại đây tuyệt đối là một sự uy hiếp. Cho dù ông ta không thể làm gì được tôi, nhưng nhược giai thì sao? Cho nên, người này phải chết. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, yên tâm đi, nếu bản tháp ra tay, ông ta sẽ không có chút sức phản kháng nào đâu. Diệp Bắc Minh ngưng tụ sát ý, tìm vị trí của Trịnh Bách Xuyên đi. Chấm chấm chấm. Sau khi trở lại chỗ ở, hai mắt Trịnh Bách Xuyên đỏ rực, ngồi xuống, vung tay lên đập chết người hầu đang bưng trà lên, mẹ nó đúng là đáng chết. Dầm. Ông ta lại vỗ mạnh một chưởng xuống. Cái bàn trước người ầm ầm vỡ vụn. Chỉ là mỗi tên Diệp Bắc Minh, vậy mà lại khiến lão phu chật vật như thế. Không tiếc tự chém một cánh tay. Tôi chẳng những muốn tên nhóc này chết, còn muốn cả nhà họ Diệp diệt tộc. Cả hoa tộc diệt tộc. Người đâu, đi tìm đội cảm tử cho lão phu, sau đó đến đại lục chân võ. Trịnh Bách Xuyên tức giận không ngừng rít gào. Đám người trong đại sảnh câm như hến. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, trên sân võ đạo. Mọi người kinh ngạc phát hiện Diệp Bắc Minh đi rồi lại quay về. Sao lại thế này? Sao cậu ta lại quay về rồi? Ở trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Diệp Bắc Minh bước từng bước lên đài võ đạo. Gào! Sau lưng anh là ánh sáng đỏ như máu ngập trời, tiếng rồng gầm vang lên. Trịnh Bách Xuyên còn chưa xả xong lửa giận, một giọng nói lôi đình chợt vang lên, Trịnh Bách Xuyên, đi lên đài võ đạo nhận lấy cái chết đi. Giọng nói như sấm sét truyền khắp cả học viện giám sát. Cái gì? Trịnh Bách Xuyên ngẩng đầu, sâu trong đôi mắt già nua hiện lên một loại sát ý cuồng bạo. Vương Bình An vừa mới đi ra cửa điện liền nghe đến thấy giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên. Vẻ mặt ông ta vô cùng khiếp sợ, tên nhóc này nhanh như vậy ư? Mau, đi đến đài võ đạo. Xong rồi. Vương Chỉ Giao há miệng thở dốc, chắc chắn cậu ta sẽ chết. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, tất cả mọi người dưới đài võ đạo đều sợ ngây người. Thân mình cứng ngắc đứng tại chỗ như điêu khắc. Cậu ta nói cái gì? Vô số ánh mắt điên cuồng co rút lại, bất ngờ không kịp đề phòng nhìn cảnh này. Diệp Bắc Minh lại muốn khiêu chiến Trịnh Bách Xuyên. Đậu má! Kia chính là cảnh giới vực vương đỉnh phong đó. Phùng Vũ ngây ra như phỗng. Cứ nhìn Diệp Bắc Minh trên đài võ đạo như vậy mà không thể nói ra lời. Đạm Đài U Nguyệt còn chưa kịp lấy lại từ khiếp sợ lúc trước, giờ phút này nhìn thấy Diệp Bắc Minh lại đi lên đài võ đạo khiêu chiến Trịnh Bách Xuyên, cả người gần như đờ ra. Thái cha, Chu Long cũng không nhịn được run rẩy. Cho dù là một đám trọng tài đã rời đi, bây giờ lại khiếp sợ chạy về. Lấy thân phận đệ tử khiêu chiến trưởng lão. Từ trước đến nay chưa ai thấy chuyện như vậy bao giờ cả. Giọng nói của lão già có đôi mắt ưng vô cùng nghiêm nghị, gần như ngừng thở, Diệp Bắc Minh, cậu cũng biết đài võ đạo không thể nói giỡn mà. Hoa Côn Luân đi mà quay lại, kích động vọt tới dưới đài võ đạo, cậu Diệp, cậu đừng làm liều, mau xuống dưới cho tôi. Xuống dưới, chậm rồi. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Một cái cầu vồng màu máu rơi từ trên trời xuống giống như sao băng. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Trịnh Bách Xuyên cụt tay đứng trên đài võ đạo, Diệp Bắc Minh, cậu dám lên đài võ đạo khiêu chiến lão phu ư? Cậu đúng là không biết sống chết. Hai mắt Trịnh Bách Xuyên tràn ngập tơ máu, giống như một con thú dữ đang nổi điên, được. Lão phu hôm nay nhận lời khiêu chiến của cậu, tiểu súc sinh, cậu chết đi cho lão phu. Cho dù chỉ có một cánh tay,
lão phu cũng có thể khiến cậu phải hối hận vì tất cả những gì đã làm hôm nay. Tiếng giống giận nổ tung, truyền khắp cả học viện giám sát. Giết! Trịnh Bách Xuyên gào lên một tiếng. Ông ta giẫm mạnh chân xuống đất, đài võ đạo lại vỡ ra một lỗ thủng khủng bố. Cả người giống như dã thú đánh tới chỗ Diệp Bắc Minh. Anh đứng ở tại chỗ, thờ ơ. Xong rồi, Diệp Bắc Minh bị dọa choáng váng rồi. Cảnh giới vực vương đỉnh phong lại có thực lực khủng bố như vậy ư? Hai, không biết trời cao đất rộng, cậu ta vốn có thể trở thành truyền kỳ, vậy mà lại tự mình muốn chết. Rất nhiều người dưới đài võ đạo đều lắc đầu. Hoa Côn Luân vô cùng lo lắng, chuẩn bị ra tay cứu người. Vèo, vèo, vèo. Ba bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng ở bên cạnh Hoa Côn Luân, Hoa Lão, đài võ đạo có quy củ, đừng ép chúng tôi. Mấy người, tránh ra. Hoa Côn Luân hét lớn một tiếng. Ba lão già đồng thời ra tay, cho dù không thể ngăn Hoa Côn Luân lại, nhưng vẫn có thể ngăn cản ông ta một lát. Ngay sau đó, Trịnh Bách Xuyên đã đứng ở trước người Diệp Bắc Minh giống một con thú dữ nổi điên. Trên bàn tay ông ta ngưng tụ một tầng lực lượng khủng bố, huyễn hóa ra một vòi nước màu đen. Sau đó đánh mạnh về phía Diệp Bắc Minh. Ông ta giữ tợn cười, tiểu súc sinh, chết đi cho ông đây. Chu Nhược Giai khẩn trương kêu to, anh Bắc Minh. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Bắc Minh mở to mắt ra, tháp càn khôn chấn ngục, cho tôi lực lượng, giết. Tháp càn khôn chấn ngục, cho tôi lực lượng, giết. Vừa dứt lời, đan điền của Diệp Bắc Minh lập tức sôi trào. Tháp càn khôn chấn ngục điều động 7 phần chân nguyên toàn thân anh, toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Âm âm bùng nổ. Một kích này đã vượt qua cảnh giới vực vương đỉnh phong. Bầu không khí xung quanh cả đài võ đạo gần như yên lặng, thời gian như không hề di chuyển. Sát ý khủng bố tập trung vào Trịnh Bách Xuyên. Da đầu Trịnh Bách Xuyên run lên, bàn tay đứng ở giữa không trung, run rẩy nhẹ nhẹ. Trong lòng lại hiện ra một sự sợ hãi nồng đậm, tiểu súc sinh, cậu. Âm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả người Trịnh Bách Xuyên nổ tung như dưa hấu. Máu me và xương cốt đứt gãy rơi khắp cả đài võ đạo. Dưới đài võ đạo hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị một màn này dọa sợ, rung động thật sâu. Bọn họ đã nghĩ Trịnh Bách Xuyên sẽ giết Diệp Bắc Minh chỉ trong tích tắc. Cũng đã nghĩ Diệp Bắc Minh sẽ giãy giụa, cuối cùng không cam lòng chết dưới tay Trịnh Bách Xuyên. Thậm chí còn nghĩ tới Diệp Bắc Minh có thực lực nghịch thiên, liều mạng trọng thương đánh chết Trịnh Bách Xuyên. Chỉ chưa từng nghĩ tới, mẹ nó Diệp Bắc Minh lại dùng một kích giết chết Trịnh Bách Xuyên. Sắc mặt hơn 10 lão già trên bàn trọng tài trắng bệch, bọn họ đều có thực lực xấp xỉ Trịnh Bách Xuyên. Nếu đổi thành bọn họ, có thể ngăn được một kích này sao? Chuyện này. Giọng nói Hoa Côn Luân khàn khàn. Một câu cũng không nói ra được. Ông ta đã bị một màn trước mắt làm cho rung động thật sâu. Ông ta vẫn xem nhẹ Diệp Bắc Minh. Hai chân đạm đài u nguyệt như nhũn ra, anh ta làm như thế nào vậy? Phùng Vũ kích động đến mức cả người run rẩy, cười to như là kẻ điên, thấy không? Ha 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 ha, đây là đệ tử mà Phùng Vũ tôi đưa về. Mọi người hãy nhớ kỹ, cậu ấy tên là Diệp Bắc Minh. Hoa tộc. Diệp Bắc Minh. Giờ phút này, ba chữ Diệp Bắc Minh đã khắc sâu vào đáy lòng tất cả mọi người. Ở cuối đám người, Vương Bình An và Vương Chỉ Giao đứng tại chỗ, không tiến vào đài võ đạo. Sư phụ, cậu ta giết chết Trịnh Bách Xuyên trên đài võ đạo ư? Cả người Vương Chỉ Giao đều rơi vào trạng thái ngây ngốc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô ta có nằm mơ cũng sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Khóe miệng Vương Bình An co rúm vài cái. Dù sao cũng là tổng viện trưởng, rất nhanh ông ta đã thừa nhận chuyện này là thật. Ông ta nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, nhóc con này đúng là khiến người ta phải bất ngờ mà. Sau sự tĩnh mịch ngắn ngủi, dưới đài võ đạo hoàn toàn sôi trào. Anh ta làm như thế nào vậy? Anh ta mới là cảnh giới thần vương thôi, sao có thể một kích giết chết cảnh giới vực vương được? Nhất định là Trịnh trưởng lão khinh địch.
cho dù có khinh địch như thế nào thì cũng không thể bị cảnh giới thần vương giết chết chỉ trong tích tắc đi. Vô số người nghị luận. Đột nhiên, lão già có đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, nghiêm túc phun ra một câu, Diệp Bắc Minh, cậu lại dám dùng cấm thuật nhiên huyết của hoa tộc. Cấm thuật nhiên huyết? Đó là cái gì? Rất nhiều người dưới đài võ đạo đều sửng sốt. Chỉ có hơn 10 lão già trên bàn trọng tài ngây ra. Hoa Côn Luân lại trực tiếp ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Có người không nhịn được hỏi, Mặc trưởng lão, cái gì là cấm thuật nhiên huyết của hoa tộc? Ánh mắt của lão già mắt ưng vẫn dừng lại trên người Diệp Bắc Minh, đây là một loại thủ đoạn không muốn sống của hoa tộc, thông qua việc thiêu đốt thọ mệnh để bùng nổ tiềm năng thân thể. Một đệ tử nhíu mày, loại thủ đoạn thiêu đốt tinh huyết này, hình như cũng có rất nhiều mà. Bình thường nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được, sao có thể tổn hại thọ mệnh được chứ? Không. Lão già có đôi mắt ưng lắc đầu, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, cấm thuật nhiên huyết của hoa tộc khác với thiêu đốt tinh huyết bình thường. Mọi người thiêu đốt tinh huyết, cùng lắm là suy yếu một khoảng thời gian. Bị hao tổn thọ mệnh thì không thể khinh thường được. Cấm thuật nhiên huyết của hoa tộc, một người cả đời không được sử dụng quá 3 lượt. Mỗi một lần sẽ bị tổn thất 1/3 thọ mệnh. Vượt qua 3 lượt, sẽ bị nổ tan xác mà chết. Cái gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn ngây người. Sử dụng một lần cấm thuật nhiên huyết tổn thất 1/3 thọ mệnh. Sau khi dùng 3 lần sẽ nổ tan xác mà chết. Cái giá phải trả này, cũng quá lớn đi. Chu Nhược Giai bịt chặt cái miệng nhỏ, anh Bắc Minh. Hoa Côn Luân nhíu chặt mày, Diệp Bắc Minh, tội gì cậu phải làm như vậy chứ? Sắc mặt một số võ giả dưới đài đã khôi phục bình thường. Có người bắt đầu cười lạnh. Hóa ra là như thế. Tôi còn tưởng cậu ta thật sự nghịch thiên như vậy chứ. Có người cong khóe miệng lên nở nụ cười nghiền ngẫm. Lần nào đều có thể vượt cấp giết địch đã là không tệ rồi. Đúng là không tệ, nhưng mà chỉ là một kích mà thôi, nếu kẻ địch tránh được thì sao? Ở cuối đám người, Vương Chỉ Giao cau mày, sư phụ, cậu ta thật sự dùng bí thuật nhiên huyết sao? Vương Bình An cũng phản ứng lại. Diệp Bắc Minh không hề dùng lực lượng long tích, lại có thể một kích giết chết Trịnh Bách Xuyên. Cho dù Trịnh Bách Xuyên có dấu hiệu khinh địch, nhưng tuyệt đối sẽ không bị cảnh giới thần vương giết chết chỉ bằng một chiêu được. Như vậy xem ra chỉ có một khả năng. Mặc trưởng lão mắt ưng nói chính là thật. Diệp Bắc Minh dùng bí thuật nhiên huyết của hoa tộc. Nhìn thấy Vương Bình An không nói lời nào. Vương Chỉ Giao đã đoán được vài phần, thứ cậu ta thiêu đốt không phải sinh mệnh, mà là tiền đồ của chính mình. 2. Vương Bình An thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Diệp Bắc Minh lười giải thích. Mấy người nghĩ như thế nào thì liên quan gì đến tôi? Anh nhảy xuống đài võ đạo, đi đến bên người Chu Nhược Giai. Anh Bắc Minh. Chu Nhược Giai ôm lấy Diệp Bắc Minh. Đôi mắt đỏ lên. Nước mắt không nhịn được mà chảy ra. Đều do em không tốt, nếu không phải em không ra gì thì sẽ không bị người ta bắt nạt. Em mà không bị người ta bắt nạt, anh sẽ không ra mặt thay em, sẽ không như vậy. Diệp Bắc Minh mỉm cười, trở về sẽ giải thích với em sau. Hai người không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người khác mà trực tiếp trở lại chỗ ở của Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai vô cùng lo lắng, anh Bắc Minh, anh. Diệp Bắc Minh cười giải thích, yên tâm, thứ anh dùng căn bản không phải cấm thuật nhiên huyết gì cả. Hả? Chu Nhược Giai vô cùng khó hiểu, ngẩng đầu hỏi, thật vậy sao? Anh Bắc Minh không bị tổn thất thọ nguyên. Đương nhiên, Diệp Bắc Minh cực kỳ tự tin, chỉ là một tên cảnh giới vực vương đỉnh phong thôi, cũng xứng để anh phải tổn thất thọ nguyên để giết chết sao? Chu Nhược Giai thở dài nhẹ nhõm, rúc vào trong lòng Diệp Bắc Minh. Cô ấy nhắm mắt lại. Cảm nhận được tiếng tim đập của anh. Diệp Bắc Minh cười nói, em không hỏi xem anh dùng thủ đoạn gì sao. Chu Nhược Giai thản nhiên cười trả lời, anh Bắc Minh có bí mật của mình, loại chuyện này em vẫn không cần biết thì tốt hơn. Nhỡ may anh nói ra mà người ta biết, chẳng phải là em đã hại anh rồi sao? Hai người ôm nhau.
bầu không khí bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Đã lâu rồi không được gặp, tình cảm chẳng những không hề phai nhạt. Ngược lại càng thêm nhiệt tình. Bàn tay của Diệp Bắc Minh cũng bắt đầu không thành thật, dần duỗi xuống phía dưới. Ngay lúc hai người chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo. Vương Chỉ Giao đến đây, đi qua sân vào cửa lớn, vừa lúc nhìn thấy một màn khiến cô ta phải đỏ mặt. Nhìn hai người đang ôm nhau. Khụ khụ. Vương Chỉ Giao vội vàng quay đầu, ho khan. Không phải người này mới tổn thất 1/3 tuổi thọ sao? Sao còn nghĩ đến chuyện này? A. À. Chu Nhược Giai hét lên một tiếng, vội vàng buông Diệp Bắc Minh, chạy đi như làn khói. Biểu hiện của Diệp Bắc Minh vẫn rất bình tĩnh, cô có chuyện gì à? Cậu! Mặt Vương Chỉ Giao đỏ lên, trái tim đập mạnh không ngừng. Cô ta lớn như vậy, lần đầu tiên gặp phải trường hợp lúng túng thế này. Không hiểu sao người còn hơi nóng lên. Hít sâu một hơi, cuối cùng cô ta cũng ổn định lại tâm trạng, tôi vội tới đưa thần nguyên cho cậu, tổng cộng 100 tấn, cậu xem đi. Cô ta tiện tay ném ra một chiếc nhẫn chữ vật thông thường. Diệp Bắc Minh mở ra xem, nhất thời bị khí tức thần nguyên hấp dẫn, ô! Đây chính là thần nguyên sao? Đá thô thông thường giống như thủy tinh, gần trong suốt. Hóa ra thần nguyên giống như kim cương, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng 7 màu. Đặc biệt là bên trong có chức sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Trong chớp mắt, Diệp Bắc Minh nghĩ tới hai chữ cắn nuốt. Tiểu tháp, ông bảo tôi lựa chọn thần nguyên là để tôi cắn nuốt sao? Tiếng nói của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, đúng vậy, người bình thường không thể nào cắn nuốt thần nguyên. Thứ này cũng chỉ có thể dùng làm trận pháp, hoặc vật trao đổi giữa các người tu võ. Nhưng cậu lại khác, sau khi cậu lĩnh ngộ tầng thứ 6 cắn nuốt của thiên ma cửu biến thì có thể trực tiếp cắn nuốt thần nguyên. Biến sức mạnh đó thành của mình. Đồng tử của Diệp Bắc Minh cứng lại, thời hạn dược liệu thì sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, theo lý thuyết, dược liệu cũng có thể dùng để cắn nuốt. Nhưng đan dược thần kỳ ở chỗ, các loại thuốc chủ yếu và các loại dược liệu phụ trợ luyện hóa lẫn nhau. Ảnh hưởng lẫn nhau, từ đó sinh ra sức mạnh càng thêm cường đại. Trực tiếp cắn nuốt dược liệu nhất định không có hiệu quả như cắn nuốt đan dược. Diệp Bắc Minh gật đầu. Đạo của đan dược có thể tồn tại cùng đạo tu võ, chẳng phân biệt được nhau. Vẫn có đạo lý để nó tồn tại. Cảm ơn cô Vương. Diệp Bắc Minh thu hồi chiếc nhẫn chữ vật. Vương Chỉ Giao hơi do dự, vẫn nói cậu, nhập môn trễ hơn, có thể gọi tôi là sư tỷ. Diệp Bắc Minh trả lời, tôi vẫn gọi cô là cô Vương nhé. Sao, tôi không xứng làm sư tỷ của cậu hả? Vương Chỉ Giao nhướng mày. Có chút không vui. Đúng vậy. Cô ta không ngờ Diệp Bắc Minh lại gật đầu thừa nhận. Cậu. Vương Chỉ Giao tức giận nhíu mày lại, ngực nhấp nhô mạnh mẽ. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, đại lục chân võ. Ở sâu trong một di tích cổ xưa. Rầm. Một tiếng vang rung chuyển trời đất. Một cánh cửa đá cổ xưa nổ tu, ba bóng người xinh đẹp hơi kích động, bước vào đó. Sau cánh cửa đá là một mộ huyệt. Một bia đá dựng phía trước, bên trên được khắc mấy chữ mộ của vạn đạo kiếm chủ. Quả nhiên là nơi này. Lãnh Nguyệt và sát chủ nhìn nhau, mặt đầy vui mừng. Hai người mang theo Hạ Nhược Tuyết, dùng thời gian nửa tháng mới tìm được tới đây, mộ huyệt của vạn đạo kiếm chủ. Hai người bước tới trước bia mộ. Bù! Trong chớp mắt, như thể có trận pháp bị kích hoạt. Một cổ kiếm khí cường đại phát ra từ bia mộ. Phụt, phụt. Lãnh Nguyệt và sát chủ bị đánh bay ra ngoài. Giây tiếp theo. Một huyết ảnh hiện ra từ bia mộ, các ngươi thật to gan, dám đến quấy rầy giấc ngủ của ta. Đó là hình dáng của một ông già, tay cầm một thanh trường kiếm huyết sắc. Lăng không chém xuống chỗ Lãnh Nguyệt và sát chủ. Hai người biến sắc. Lãnh Nguyệt vội vàng nói, tiền bối hạ thủ lưu tình. Chúng tôi không cố ý xúc phạm, mà mang người truyền thừa tới cho người. Hả? Trường kiếm trong tay huyết ảnh dừng lại giữa không trung. Lãnh Nguyệt thấy vậy, tiếp tục nói, cô gái này tên là Hạ Nhược Tuyết, thân thể kiếm tâm trời sinh.
Chúng tôi nghe nói về truyền thuyết của tiền bối Vạn Đạo Kiếm Chủ, nghe nói người cả đời không tìm được truyền nhân, chỉ vì tìm thân thể kiếm tâm trong truyền thuyết. Tiếc rằng cả đời cũng không tìm được. Sau khi biết truyền thuyết đó, chúng tôi lập tức mang cô ấy tới. Tiền bối, người xem, cô ấy có thể trở thành truyền thân của người không? Bộp. Huyết ảnh nhìn qua Hạ Nhược Tuyết, đồng tử co lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Giọng nói kích động vang lên, thân thể kiếm tâm. Quả nhiên là thân thể kiếm tâm. Ha ha ha, ông trời đối với ta không tệ. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group, đọc truyện miễn phí mãi mãi để trò chuyện vui vẻ nha. Tiếp tục ủng hộ mitiuyensot.com.vn ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha. Giọng nói uy nghiêm truyền vào tai Hạ Nhược Tuyết, ta là tàn hồn của Vạn Đạo Kiếm Chủ, người có thân thể kiếm tâm, có bằng lòng bái ta làm thầy không? Nhược Tuyết, mau lên! Lãnh Nguyệt và sát chủ thở gấp nói. Ánh mắt Hạ Nhược Tuyết đầy kích động. Cô ấy tiến lên, quỳ một chân, con bằng lòng. Được. Huyết ảnh gật đầu, giơ tay lên, ấn vào ấn đường của Hạ Nhược Tuyết. Cơ thể cô ấy run lên. Trong chớp mắt đó, vô số kiếm kỹ công pháp chui vào đầu cô ấy. Những công pháp đó gộp chung lại, hình thành Vạn Đạo Kiếm Quyết. Kiếm phá cửu thiên, chém rách trời. Lên trời xuống đất, chỉ có Vạn Đạo Kiếm Chủ ta. Đồ nhi, thầy đã truyền Vạn Đạo Kiếm Quyết cho con cũng phải hoàn thành một ước nguyện của thầy. Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, sư phụ, người nói đi. Vạn Đạo Kiếm Chủ khẽ gật đầu, trực tiếp nhét một tin tức vào đầu Hạ Nhược Tuyết. Cái gì? Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là sự chấn động. Con có thể làm được hay không? Giọng nói uy nghiêm của Vạn Đạo Kiếm Chủ vang lên. Hạ Nhược Tuyết cắn môi, nghiêm túc gật đầu, sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ dốc hết sức. Được. Vạn Đạo Kiếm Chủ hài lòng gật đầu. Giây tiếp theo. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, đã qua triệu năm, cũng nên để thế nhân biết Vạn Đạo Kiếm Chủ ta đã trở lại rồi. Đệ tử của ta sẽ kế thừa ý chí của ta. Ông ta vừa dứt lời, cả di tích cổ xưa đã rung lên. Một kiếm thế ngưng tụ lại, tạo thành một bảo kiếm dài ngàn trượng. Cứ thế chém thẳng lên trời. Xẹt. Cảnh tượng khiến người ta rung động xuất hiện, đỉnh trời bị xé ra một vết rách kinh khủng. Kiếm khí kích động, giống như sóng thần, nháy mắt đã cuốn qua mười mấy đại lục ở thế giới cao võ. Chấm chấm chấm. Đế tộc. Trong một mật thất đen nhánh, một ông già đột nhiên mở mắt, khí tức của Vạn Đạo Kiếm Chủ. Hắn ta trở lại rồi sao? Sao có thể chứ, hắn ta đã chết trận cả triệu năm rồi mà. Hơn nữa, hắn ta đã chết ở chiến trường vực ngoại. Là Diệp Phá Thiên đem thi thể của hắn ta về, tự mình chôn cất. Giây tiếp theo, ông già giật mình, chờ đã. Chẳng lẽ món đồ đó được chôn trong mộ huyệt của Vạn Đạo Kiếm Chủ? Chấm chấm chấm. Bát đại gia tộc thần huyết. Cổ Vân Tiêu, Lục Lăng Phong, Hoàng Phủ Tề và những người khác vừa biết được. Trịnh Bách Xuyên đã bị Diệp Bắc Minh đánh chết trên đài võ đạo của học viện giám sát. Còn chưa kịp sợ hãi, khí thức của Vạn Đạo Kiếm Chủ đã cuốn qua cả đại lục huyết thiên. Đây là khí thức gì? Mấy chục cao chủ cấp cao đều hoảng sợ. Một ông già đẩy cửa vào. Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn ta trở lại rồi. Chấm chấm chấm. Sâu trong núi rồng của nhà họ Diệp. Khí tức của Vạn Đạo Kiếm Chủ cuốn tới, 99 ngọn núi rồng của nhà họ Diệp lập tức sáng lên. Kéo dài khoảng 15 phút mới tắt đi. Diệp Thiên Lam hoảng sợ đi vào sâu trong mộ huyệt. Đúng như dự đoán. Tất cả các bia mộ đều sáng lên. Người nhà họ Diệp đang học võ kỹ trong mộ huyệt đều trợn mắt nhìn nhau, không biết có chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Lam quỳ xuống trước bia mộ Diệp Phá Thiên, tổ tiên, chiến hữu của người quay về rồi. Vù! Kiếm khí cuốn qua mười mấy đại lục cao võ, trực tiếp truyền vào học viện giám sát. Bộp, 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 bộp. Trong phút chốc, vô số người của học viện giám sát ngẩng đầu lên. Kiếm khí! Sâu trong học viện giám sát, rất nhiều người già ở các cung điện cổ xưa đều mở mắt ra. Biểu cảm đầy ngạc nhiên.
hắn ta quay về rồi. Vạn đạo kiếm chủ, làm sao có thể? Chấm chấm chấm. Trong đại sảnh, Diệp Bắc Minh cũng cảm nhận được kiếm khí đó. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời, đúng là kiếm ý cường đại. Tiểu tháp, có chuyện gì thế? Giọng nói đầy nghiêm túc của tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nó truyền tới từ đại lục chân võ, khí tức này, hình như ta từng gặp rồi. Ngươi từng gặp á? Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, năm đó, ở chiến trường vực ngoại. Cụ thể không nhớ rõ nữa. Chấm 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 chấm. Lúc này, trước bia mộ của vạn đạo kiếm chủ. Hạ Nhược Tuyết quỳ một chân. Mở to mắt nhìn cự kiếm kia chém rách trời, kích động nhiệt huyết sôi trào. Kiếm ý khinh khủng cũng khiến Lãnh Nguyệt và sát chủ ngừng thở. Đồ nhi, đây chính là lời hồi đáp sau cùng của vi sư đối với thế giới này. Giọng của vạn đạo kiếm chủ hơi thê lương, ta sắp biến mất rồi, sau này dựa vào con kế thừa ý chí của vi sư. Trước khi thầy đi sẽ tặng con một món quà lớn. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, mộ huyệt của vạn đạo kiếm chủ nổ tung. Lộ ra thanh bảo kiếm màu đen bên trong. Kiếm ý thật cường đại. Đồng tử của Lãnh Nguyệt và sát chủ đều co lại. Đồ nhi, con tưới máu vào thanh kiếm thừa ảnh này đi. Kiếm thừa ảnh. Hạ Nhược Tuyết không chút do dự, đi lên trước kiếm thừa ảnh. Cắt rách lòng bàn tay. Máu tươi rơi xuống thân kiếm, kiếm mang lập tức tỏa ra. Bù. Tiếng ngân nhẹ. Lúc này, thời gian như dừng lại trở thành vĩnh hằng. Không biết qua bao lâu, khi Hạ Nhược Tuyết phản ứng lại mới giơ tay ra nắm lấy kiếm thừa ảnh. Sau nửa tiếng, một ông già nhanh chóng chạy tới chỗ đó. Xung quanh hỗn loạn, bên trong cửa đá đã bị nổ là mộ huyệt cũng đã nổ tung. Đám người Hạ Nhược Tuyết cũng biến mất. Kiếm ý cường đại thật. Ông già đứng chắp tay, ánh mắt vô cùng cay độc, là khí tức của hắn ta, tuyệt đối không sai. Sức mạnh truyền thừa, nơi này vừa có truyền thừa sao? Sau lưng ông già, một đám đàn ông trung niên cảnh giới vực vương đều nghiêm mặt, lão tổ, vạn đạo kiếm chủ đã chết rồi mà. Tại sao sau triệu năm, khí tức của hắn ta lại xuất hiện trở lại? Người chết rồi thì truyền thừa thế nào được? Đúng vậy, lão tổ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hừ. Ông già hừ lạnh, vạn đạo kiếm chủ chó má gì, chỉ là phản đồ của kiếm tông ta thôi. Hắn ta đánh cắp kiếm kỹ vô thượng của tổ tiên kiếm tông, cấu kết với hoa tộc. Lão phu đoán, hắn ta để lại một mảnh tàn hồi, sống tạm đến giờ. Nhất định kiếm kỹ của tổ tiên ở trên người truyền nhân của phản đồ. Chúng ta phải tìm ra người đó. Mấy người trợn mắt nhìn nhau. Nằm mơ cũng không ngờ tới, vạn đạo kiếm chủ lại từng là người của kiếm tông. Một người đàn ông trung niên cau mày nói, lão tổ, người đã đi rồi, muốn tìm đệ tử của phản đồ há chẳng phải là mò kim đáy biển hay sao? Lão tổ kiếm tông cười đầy thâm ý, người này còn quá trẻ, để lại rất nhiều khí tức. Ngay sau đó, lão tổ kiếm tông khoát tay. Một thanh kiếm màu đen xuất hiện ở hư không. Kiếm ý lặng lẽ tràn ra. Lão tổ kiếm tông nói, tìm được hắn rồi. Thần kiếm màu đen như có ý thức, lục soát khắp mộ huyệt một lần. Nó ngân lên, phá không mà đi. Đuổi theo. Lão tổ kiếm tông bước ra, bay trên không. Mười mấy người theo sát phía sau. Sau một tiếng, đám người của lão tổ kiếm tông dừng lại, nhìn 99 núi rồng. Nơi này là... Sắc mặt mọi người đều kỳ lạ. Lão tổ kiếm tông cũng sửng sốt, con người chợt cứng lại, hoa tộc, nhà họ Diệp. Một người đàn ông trung niên hơi do dự tiến lên, lão tổ, chúng ta nên làm gì đây? Năm đó, rất nhiều tông môn của chúng ta đã có giao hẹn với nhà họ Diệp của hoa tộc, khi còn sống, tuyệt đối không bước vào lãnh địa hoa tộc nửa bước. Những người còn lại đều sửng sốt. Liệt tổ liệt tông của kiếm tông đã lập quy tắc, bọn họ không dám tùy tiện làm trái. Ha ha! Lão tổ kiếm tông tuét miệng cười, đã qua triệu năm rồi, dù có giao hẹn thì cũng hết hiệu lực rồi. Hơn nữa, hôm nay chúng ta tới đây là tìm truyền nhân của phản đồ kiếm tông, không nhằm vào nhà họ Diệp của hoa tộc. Dù tổ tiên biết, cũng sẽ không trách tội chúng ta. Dứt lời,
lão tổ kiếm tông đi đầu tiến vào núi rồng của nhà họ Diệp. Trực tiếp xé bỏ giao hẹn năm xưa. Vừa đến trước cửa nhà họ Diệp, mấy người cảnh giới tôn giả đã xuất hiện, ai? Đứng lại. Người của học viện giám sát, sao các người lại ở đây? Lão tổ kiếm tông lập tức nhận ra mấy người đó. Mà mấy người đó cũng nhận ra hoa văn in trên quần áo của người kiếm tông, kiếm tông. Khí tức của những người kiếm tông rất kinh khủng. Đều là cảnh giới vực vương trở lên. Người đi đầu râu tóc bạc phơi, như một con sư tử đực. Là loại sâu không lường được. Một người đàn ông kiêng dè tiến lên, tiền bối của kiếm tông, ta tên Chu Khung. Chúng ta tuân lệnh của Tổng viện trưởng Vương Bình An, đặc biệt ở đây bảo vệ người nhà họ Diệp. Không biết tôn tính đại danh của các vị tiền bối, hơn nữa, các vị tới đây làm gì? Chu Khung nhìn ra người của kiếm tông không có ý tốt lành gì. Vì vậy, anh ta nêu lên Vương Bình An, hy vọng bọn họ có chút kiêng dè. Lão tổ kiếm tông còn chưa nói chuyện, một người đàn ông trung niên bên đó đã tức giận mắng, cậu là thứ gì chứ? Dù có Vương Bình An ở đây thì cũng không đủ tư cách nói hỏi tên của lão tổ chúng ta. Khí tức cảnh giới vực vương đè xuống. Xẹt xẹt xẹt. Đám người Chu Khung bị ép không ngừng lùi về phía sau. Lão tổ kiếm tông thuận miệng giải thích, yên tâm đi, chúng tôi không có hứng thú với người nhà họ Diệp. Vì kiếm tông có một tên phản đồ đang trốn ở đây, lão phu tìm được người sẽ đi ngay, không làm gì người nhà họ Diệp cả. Ông ta bá đạo đi vào nhà họ Diệp. Chu Khung cắn răng, bất chấp áp lực, tiến lên ngăn cản bọn họ lại, các vị tiền bối, nhà họ Diệp đã là đối tượng bảo vệ trọng điểm của học viện giám sát. Nếu các vị tiền bối có chuyện gì, có thể liên hệ với viện trưởng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc, nên... Người đàn ông trung niên của kiếm tông tát một cái. Bộp! Chu Khung bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu trước khi tiếp đất. Anh ta ngã xuống đất như chó chết. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, nể mặt mày đúng không? Lão tổ kiếm tông của tao giải thích với mày một câu, đã là phước lớn như trời rồi. Còn ai dám ngăn cản lão tổ kiếm tông, giết không tha. Chu Khung! Những người còn lại của học viện giám sát đều tức giận các người. Lão tổ kiếm tông coi thường mấy người họ, sải bước đi vào sâu trong nhà họ Diệp. Một đám kiếm hôi mà thôi, ông ta không có hứng thú ra tay. Cản họ lại. Chu Khung phun ra một ngụm máu, gào lên. Dạ. Năm người nhanh chóng tiến lên. Lão tổ kiếm tông lạnh nhạt nói, châu chấu đá xe. Ông ta còn không thèm động tay, một kiếm khí kinh khủng đã bùng nổ. Phụt, phụt, phụt. Năm người lập tức hóa thành huyết vụ. Không. Trong mắt Chu Khung đầy tia máu, anh ta muốn xông lên. Người đàn ông trung niên đạp anh ta bay ra, không biết tự lượng sức mình. Các người. Xương trên người Chu Khung gãy hết, anh ta nằm trên đất không thể động đậy. Không còn ai ngăn cản, lão tổ kiếm tông nhanh chóng tiến vào nhà họ Diệp. Thấy cảnh đó, Chu Khung dùng hết sức lực cuối cùng. Bóp vỡ một miếng ngọc bội rồi hôn mê. Chấm chấm chấm. Trong đại sảnh nhà họ Diệp, Hạ Nhược Tuyết mới quay về. Lãnh Nguyệt và sát chủ giải thích chuyện vừa trải qua. Cuối cùng đã không còn nguy hiểm nữa, cũng tìm được mộ huyệt của vạn đạo kiếm chủ trong truyền thuyết. Diệp Thanh Lam cười mắng, Nguyệt Nhi, cậu thật là. Nếu con dâu tớ mất một sợi lông, tớ nhất định không bỏ qua cho cậu. Ngay sau đó. Dầm. Cửa đại điện nổ tung, mảnh vỡ văng tung tóe. Ai? Diệp Thanh Lam khẽ quát. Lãnh Nguyệt và sát chủ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Lão tổ kiếm tông bước vào đại điện, mười mấy cao thủ cảnh giới vực vương sau lưng xếp thành một hàng. Khí tức cường đại lập tức tràn ngập cả đại điện. Người nhà họ Diệp đều thay đổi sắc mặt. Ánh mắt lão tổ kiếm tông quét qua. Coi thường tất cả mọi người ở đó, đồng tử co lại, nhìn Hạ Nhược Tuyết. Thân thể kiếm tâm. Lão tổ kiếm tông ngạc nhiên. Gì cơ, cô ta là thân thể kiếm tâm sao? Sao có thể chứ,
thể chất đó đã không xuất hiện cả triệu năm rồi. Người của Kiếm Tông trợn mắt, khó tin. Hạ Nhược Tuyết cau mày, các người là ai? Tôi không biết các người. Diệp Thanh Lam tiến lên che chở phía trước Hạ Nhược Tuyết, tiền bối, các người là ai? Nơi này là... ồn ào. Lão tổ Kiếm Tông dẫm chân, khí lãng cuốn ra ngoài. Phụt. Diệp Thanh Lam bay ra ngoài, hung hăng đập lên vách tường. Mạng nhện theo đó bay ra. Dì Lam. Lam Nhi. Hạ Nhược Tuyết, Lãnh Nguyệt, sát chủ kêu lên, xông về phía Diệp Thanh Lam. Sắc mặt Diệp Thanh Lam tái nhợt, bà phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Nhược Tuyết nổi giận gào lên, bất kể ông là ai, dám đả thương dì Lam, ông đáng chết. Xẹt. Trong nháy mắt, kiếm thừa ảnh bay ra khỏi nhẫn chữ vật, đánh về phía lão tổ Kiếm Tông. Kiếm thừa ảnh, cô quả nhiên là truyền nhân của tên phản đồ kia. Lão tổ Kiếm Tông híp mắt lại, giơ tay ra trước muốn bắt lấy. Keng. Tiếng vang giòn giã vang lên. Hai ngón tay ông ta kẹp chặt lấy kiếm thừa ảnh, thực lực của cô quá yếu, kiếm này trong tay cô cũng lãng phí thôi. Hay là giao cho lão đây đi. Ông ta dùng sức, muốn cướp lấy kiếm thừa ảnh. Keng. Bỗng nhiên, kiếm thừa ảnh tỏa ra huyết sắc. Nó chủ động bộc phát kiếm khí, chặt đứt hai ngón tay lão tổ Kiếm Tông. Cô. Lão tổ Kiếm Tông hầm hầm tức giận, con mắt già cỗi đầy sát ý hung ác, cô dám đả thương tôi. Tự tìm chết. Một thanh thần kiếm màu đen xuất hiện, chém về phía Hạ Nhược Tuyết. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group, đọc truyện miễn phí mãi mãi để trò chuyện vui vẻ nha. Tiếp tục ủng hộ metiuyensot.com.vn ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha. Đột nhiên, kiếm thừa ảnh ngân lên, chủ động bảo vệ chủ, đụng vào thần kiếm. Keng, đánh lui nó. Cái gì? Lão tổ Kiếm Tông nhìn chằm chằm vào kiếm thừa ảnh, kiếm linh chủ động bảo vệ chủ. Quả nhiên cô đã lấy được truyền thừa của vạn đạo kiếm chủ. Con nhóc kia, đi theo kiếm tông của ta, chép hết kiếm kỹ ngươi biết ra. Lão phu sẽ tha mạng cho cô. Hạ Nhược Tuyết cười nhạt, ông nằm mơ đi. Thế hả? Mặt lão tổ Kiếm Tông đầy nghiền ngẫm. Ông ta giơ tay lên đánh vào không khí một chảo, một sức mạnh cường đại tấn công tới. Diệp Thanh Lam bay ra ngoài, bàn tay gầy guộc tóm lấy cổ bà. Buông gì Lam ra. Đôi mắt Hạ Nhược Tuyết đầy tia máu, vô cùng nóng nảy. Biểu cảm của lão tổ Kiếm Tông đầy lạnh lùng, cô không muốn lão đây bóp nát cổ cô ta chứ. Tôi đếm đến ba, cô cân nhắc đi, hoặc là đồng ý với yêu cầu của lão đây. Hoặc là, lão đây sẽ giết chết một người nhà họ Diệp ngay. Ba. Hai. Bàn tay ông ta tăng thêm sức. Cảm giác hít thở không thông truyền đến. Mặt Diệp Thanh Lam nháy mắt tím tái. Hạ Nhược Tuyết vội vàng nói, đừng mà, tôi đồng ý. Chấm chấm chấm. Lúc này, Vương Chỉ Giao đang giới thiệu học viện giám sát cho Diệp Bắc Minh. Mí mắt Diệp Bắc Minh không ngừng nhảy, tiểu tháp, có chuyện gì vậy? Tôi luôn thấy bất an. Ngay sau đó, Phùng Vũ gấp gáp xông vào, cậu Diệp, cái đó. Có lẽ. Sao thế? Diệp Bắc Minh thở chậm lại, anh có dự cảm xấu. Phùng Vũ hơi ngại ngùng, mặt đỏ bừng, cậu Diệp, chúng tôi. Diệp Bắc Minh quát lớn, nói mau. Phùng Vũ run lên, vội vàng giải thích, là thế này, Tổng viện sắp xếp cho 6 cao thủ cảnh giới tôn giả bảo vệ nhà họ Diệp. Nhưng mới vừa rồi, bài vị của 5 trong 6 tôn giả đã vỡ rồi. Đội trưởng của họ, Chu Khung, bóp nát ngọc bội truyền âm, đã mất liên lạc. Nhà họ Diệp, mẹ. Diệp Bắc Minh nổi giận gào lên, đờ mờ. Phùng Vũ. Học viện giám sát của các người đã hứa với tôi sẽ bảo vệ tốt cho người nhà tôi là thế này à? Nếu bất kỳ người nào của nhà họ Diệp xảy ra chuyện, với mấy người không xong với ông đây đâu. Nói xong, anh lao ra ngoài. Đúng lúc Hoa Côn Luân đi tới, nhìn thấy Diệp Bắc Minh đỏ mắt, không nhịn được mà hỏi, nhóc con, cậu sao thế? Phùng Vũ chạy theo sau, Hoa lão, nhà họ Diệp xảy ra chuyện rồi.
Cái gì? Nghe Phùng Vũ nói thế, sắc mặt Hoa Côn Luân thay đổi, khó trách thằng nhóc kia lại phản ứng như thế. Đi thôi, đến nhà họ Diệp xem sao. Khi mấy người Diệp Bắc Minh về đến cửa nhà họ Diệp thì thấy máu tươi đầy đất. Chu Khung. Phùng Vũ hoảng sợ, nhanh chóng xông lên, gân mạch đứt đoạn, không thể sống nổi. Diệp Bắc Minh tiện tay ném ra mấy cây kim bạc, nhưng không châm vào người Chu Khung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.